Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 56. Bọn họ bị dọa đến suýt vỡ mật. Ngay cả cảnh giới vực chủ thằng này cũng có thể giết. Đồng loạt xoay người chạy. Ầm. Tiếng nổ rung trời vang lên, kiếm khí màu đỏ như máu chém xuống. Chấm chấm chấm. Mặt đất nổ tung, trong nháy mắt ba người kia hóa thành một bãi xương máu. Diệp Bắc Minh ôm chặt lấy Vương Như Yên đầy người máu me. Dưới tác dụng của quỷ môn thập tam châm và đan dược, cuối cùng Vương Như Yên cũng tỉnh lại. Cô ấy phun ra một ngụm máu tươi, nắm chặt lấy tay Diệp Bắc Minh, tiểu sư đệ, bát sư tỷ gặp nguy hiểm. Siêu hồn, Vân Tiêu Tông. Đôi mắt cô ấy tối sầm lại, ngất đi. Cái gì? Sắc mặt Diệp Bắc Minh biến đổi. Máu trong cơ thể như đang sôi trào, bát sư tỷ bị người khác siêu hồn. Á! Chu Nhược Giai kinh ngạc che miệng. Bình thường, một khi võ giả bị siêu hồn, có xác suất cực lớn sẽ trực tiếp biến thành ngớ ngẩn. Dù có may mắn sống sót, tinh thần cũng sẽ chịu thương tổn cực lớn. Nhược Giai, em chăm sóc cho thập sư tỷ, anh đi Vân Tiêu Tông một chuyến, Diệp Bắc Minh gầm nhẹ. Một giây sau. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đọng lại, nghiêm nghị quát, ai đấy? Ra đây! Anh Diệp, là chúng tôi. Hai cô gái đi tới, chính là Vương Chỉ Giao và Đạm Đài U Nguyệt. Hai mắt Diệp Bắc Minh tràn ngập tơ máu, các cô tới làm gì? Vương Chỉ Giao nhìn thoáng qua Vương Như Yên, hít sâu một hơi rồi nói, chúng tôi lo lắng cho an toàn của anh, nên cùng nhau ra xem một chút. Đây là vị trí của Vân Tiêu Tông. Sư tỷ của anh cứ giao cho chúng tôi đi. Nói xong, cô ta ném cho Diệp Bắc Minh một tấm bản đồ. Đạm Đài U Nguyệt gật đầu theo, yên tâm, chúng tôi có chỗ dừng chân khác, tổng viện giám sát không biết. Diệp Bắc Minh nắm chặt bản đồ, khá bất ngờ, cảm ơn. Chấm chấm chấm. Vân Tiêu Tông. Người của các thế lực lớn lục tục xuất hiện. Trung tâm quảng trường. Một lão già mặc đồ xanh ngồi trên đỉnh một cây cột sắt cao 100 mét, đường kính 10 mét lẳng lặng chờ đợi. Bên chân lão ta là Lục Tuyết Kỳ bị khóa huyền thiết khóa lại. Bởi vì mạnh mẽ siêu hồn, Lục Tuyết Kỳ nhận thương tổn cực lớn. Mái tóc bạc trắng. Đôi mắt đẹp ảm đạm không ánh sáng, liên tục chảy ra máu loãng. Ngay cả chân tay của cô ấy cũng bị đinh thép xuyên qua. Gân tay gân chân đứt gãy. Lão già mặc đồ xanh tự vào ghế bành, nhìn xuống Lục Tuyết Kỳ đầy nghiền ngẫm, hoa tộc. 99 vị đại năng thượng cổ kéo dài hơi tàn. Tìm kiếm long mạch, chữa trị đại lục chân võ. Các người còn mơ mộng hão huyền bồi dưỡng ra một kẻ may mắn. Kiếm đoạn long, kiếm càn khôn chấn ngục. Ha ha, các người thật sự dốc vào người Diệp Bắc Minh rất nhiều tâm huyết đấy. Lão ta mạnh mẽ siêu hồn. Hết thảy bí mật của Lục Tuyết Kỳ đều bị lão ta biết được. Lục Tuyết Kỳ tuyệt vọng, hoa tộc, mình là tội nhân của hoa tộc. Tâm huyết suốt cả triệu năm, sắp bị hủy hoại trong chớp mắt bởi tôi rồi. Cô ấy vô cùng tự trách, đầu chạm vào mặt đất. Chỉ muốn đi chết ngay lập tức. Lão già mặc áo xanh chợt cười đầy đùa cợt, yên tâm, tạm thời chỉ có một mình lão phu biết chuyện này. Đôi mắt Lục Tuyết Kỳ lạnh lẽo, ông nói thật. Con người cô lập lòe sát ý. Lão già mặc áo xanh giẫm một chân lên đùi Lục Tuyết Kỳ, trong nháy mắt xương cốt cô ấy nổ tung, máu me đầm đìa. Lục Tuyết Kỳ gào giống, có gan thì giết tôi đi. Hừ, lão ta hừ lạnh, giết cô. Lão phu còn muốn dùng cô đổi lấy cái mạng của Diệp Bắc Minh nữa. Lão phu biết cô không sợ chết, mấy người sư tỷ các cô đã chuẩn bị xong cho việc hiến tế. Lúc nào cũng có thể hy sinh vì đại lục chân võ, có điều thế mà các cô lại sinh ra tình cảm với Diệp Bắc Minh. Ha 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 ha. Lão già áo xanh cười to, cho nên, các cô mới không dám đối mặt với cậu ta. Vẫn luôn lảng tránh cậu ta. Tình yêu nam nữ thật đúng là thứ kỳ quái, có cần lão phu thông báo cho Diệp Bắc Minh rằng cô rất yêu cậu ta. Đừng. Thân thể Lục Tuyết Kỳ run lên. Úi chà chà. Lão già áo xanh cười đầy quái dị, lão phu dùng biết bao nhiêu thủ đoạn, cô cũng không chịu cầu xin tha thứ. Chấm chấm chấm. Để che giấu tình cảm của mình, thế mà cô lại sợ hãi. Ha ha ha,
cô nói đừng, lão phu nhất định phải nói cho Diệp Bắc Minh. Cơ thể Lục Tuyết Kỳ run rẩy, trong lòng nảy sinh sự sợ hãi vô hình, cầu xin ông đấy, đừng nói cho tiểu sư đệ. Lúc siêu hồn, cô ấy không hề cầu xin tha thứ. Khi hứng chịu cực hình, cô cũng chẳng thèm cầu xin. Lúc gân tay gân chân bị đánh gãy, cô không hề mở miệng xin tha. Khi đan điền bị phế, cô vẫn không van xin. Chỉ có lúc lão già mặc áo xanh muốn nói cho tiểu sư đệ, cô ấy yêu tiểu sư đệ. Lục Tuyết Kỳ luống cuống. Lão già áo xanh kỳ quái, vì sao chứ? Lục Tuyết Kỳ cắn môi đỏ. Lão già mặc áo xanh khẽ dựa vào ghế bành, không nói. Vậy lão phu cứ nói cho cậu ta biết đấy. Tôi nói. Lục Tuyết Kỳ nhắm mắt lại, chúng tôi đều là những người chắc chắn phải chết, nếu như tiểu sư đệ biết được chúng tôi thích em ấy. Sau khi chúng tôi chết thì em ấy phải làm sao bây giờ? Nếu số phận của chúng ta đã được định trước, vậy cứ yên tĩnh chết đi. Không thể để cho tiểu sư đệ có bất kỳ gánh nặng trong lòng nào. Cô ấy cười đầy thảm thiết, đôi mắt ngập tràn nước mắt, hơn nữa, tiểu sư đệ đã có hồng nhan tri kỷ. Bên cạnh em ấy không thiếu phụ nữ, mấy sư tỷ muội chúng tôi. Yên lặng chết đi là được. Tiểu sư đệ sẽ có con cháu đầy đàn, em ấy sẽ có tương lai rất hạnh phúc. Chờ sau khi chúng tôi chết, hồng nhan tri kỷ sẽ chăm sóc cho tiểu sư đệ thật tốt. Một ngày nào đó, em ấy sẽ quên chúng tôi. Sau khi nói xong, Lục Tuyết Kỳ đã rơi lệ đầy mặt. Lão già áo xanh im lặng. Trong lòng chợt thấy hơi bực tức. Đột nhiên, lão ta âm hiểm cười, nếu đã vậy, lão phu sẽ nói cho Diệp Bắc Minh tất cả mọi chuyện. Đừng mà. Mặc cho Lục Tuyết Kỳ cầu xin như thế nào. Lão già mặc áo xanh cũng làm như không nghe thấy, chậm rãi đứng dậy, đi đến rìa cây cột sắt, cúi đầu nhìn xuống dưới. Các thế lực đỉnh cấp như Thiên Võ Tông, tám gia tộc thần huyết lớn, Đế Tộc, Kiếm Tông, Quỷ Sát Môn đều đến. Đều là vài khuôn mặt quen thuộc. Tám gia tộc thần huyết lớn có Hoàng Phủ Trác, Lục Thanh Sơn. Kiếm Tông có Tề Đạo Khung và Ngũ Tử Khác. Quỷ Sát Môn Bùi Vân Hải. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bạch Thiên Cơ nhà họ Bạch và đủ lão tổ của các loại gia tộc. Bùi Vân Hải ngẩng đầu nhìn về phía lão già mặc áo xanh, chắp tay, lão tổ Trùng Hư, ông thông báo cho chúng tôi đến, nói có cách khiến Diệp Bắc Minh bó tay chịu trói. Rốt cuộc là cách gì, mau nói nhanh lên đi, lão phu đã đợi không kịp nữa rồi. Những người khác nhao nhao gật đầu. Lão già mặc áo xanh Vương Trùng Hư thần bí mỉm cười, trong tay lão phu có nhược điểm của Diệp Bắc Minh. Người này là sư tỷ của Diệp Bắc Minh. Lão ta đạp thẳng một chân, khiến Lục Tuyết Kỳ bay ra ngoài, chỉ cần có cô ta, chúng ta có thể bày ra thiên la địa võng giết cậu ta. Lục Tuyết Kỳ bay từ cột sắt cao 100 mét ra ngoài. Bởi vì chân tay bị đinh sắt xuyên qua, nên cô ấy đong đưa treo ở giữa không trung. Á! Đau nhức kịch liệt khiến Lục Tuyết Kỳ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, phía sau mọi người chợt vang lên tiếng gào thét cực kỳ tức giận, Tuyết Kỳ. Chấm chấm chấm. Chấm chấm chấm. Mọi người kinh ngạc quay đầu lại. Chỉ thấy một thanh niên được ma khí vần quanh, huyết quang ngập trời lao tới. Trời ạ! Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, gần như tất cả mọi người đều không nhịn được mà lui lại. Sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh. Hung danh của kẻ này vang xa, dù bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối về số người. Vẫn không dám khinh địch. Vương Trùng Hư hơi kinh ngạc nói, Diệp Bắc Minh à, đến nhanh như vậy. Lão Phu còn chưa thông báo cho cậu ta đâu. Hừ, tới đúng lúc lắm. Chợt, khuôn mặt già nua của lão ta trầm xuống, Diệp Bắc Minh, giao kiếm Càn Khôn Trấn Ngục và kiếm Đoạn Long trong tay cậu ra đây, nếu không. Chấm chấm chấm. Lão ta đột ngột kéo xiềng xích dưới chân một phát. Rầm rầm. Lục Tuyết Kỳ bị kéo lại, ngã xuống bên chân lão. Vương Trùng Hư giẫm một chân lên đầu Lục Tuyết Kỳ, nếu không, lão phu sẽ trực tiếp giẫm sư tỷ của cậu thành bãi thịt nát. Nhắc nhở một câu, cậu giao kiếm Càn Khôn Trấn Ngục và kiếm Đoạn Long ra đây, lão phu còn có thể nói cho cậu một bí mật của bát sư tỷ cậu. Đừng, đừng mà.
Lục Tuyết Kỳ la hét điên khùng, phát ra tiếng gào thét tan nát cõi lòng, Vương Trùng Hư, ông giết tôi đi. Đừng nói cho tiểu sư đệ, cầu xin ông, giết tôi mau. Nhìn thấy bát sư tỷ đau khổ như vậy, đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, bát sư tỷ. Vương Trùng Hư nhếch miệng cười, Diệp Bắc Minh, cậu còn do dự cái gì? Tiểu sư đệ, đừng cho lão ta, em đi đi. Em mau đi đi, Lục Tuyết Kỳ giãy giụa điên cuồng, Vương Trùng Hư, ông giết đi. Tôi đổi. Diệp Bắc Minh không hề do dự. Giơ hai tay lên. Giống. Tiếng rồng ngâm vang lên. Kiếm Đoạn Long và kiếm Càn Khôn Chấn Ngục được giơ lên cao. Trong chốc lát, kiếm khí cuồn cuộn khắp quảng trường, ập đến như một cơn sóng thần. Lúc trông thấy kiếm Đoạn Long và kiếm Càn Khôn Chấn Ngục, quảng trường ngay lập tức sôi trào. Đôi mắt Hoàng Phủ Chính trầm xuống, kiếm Đoạn Long đã từng là binh khí của Diệp Phá Thiên. Sau này, khi Diệp Phá Thiên chết trận, kiếm này bị tám gia tộc thần huyết lớn hủy ngay tại chỗ. Về sau nó được chữa trị, giờ lại bị gãy. Ánh mắt Lục Thanh Sơn đọng lại, mau nhìn kiếm Càn Khôn Chấn Ngục. Chỉ nhìn kiếm này thôi cũng mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ mạnh mẽ. Chính thanh kiếm này đã giúp Diệp Bắc Minh chém giết Vực Vương bằng cảnh giới thần vương. Vượt qua năm cảnh giới lớn, đù má. Chẳng lẽ kiếm này chính là thứ mà Diệp Phá Thiên đã mang ra ngoài từ trong thần miếu của chiến trường Thái Cổ? Chắc chắn là vật này, thanh kiếm này tuyệt đối không phải đồ vật của thế giới cao võ. Hô hấp của đám người Bùi Vân Hải, Bạch Thiên Cơ trở nên dồn dập. Những người tu võ khác trợn to mắt, trong mắt như muốn rớt ra ngoài. Ưng Bạch Mi kích động, Diệp Bắc Minh, cậu còn do dự gì nữa, mau giao kiếm này cho Vân Tiêu Tông chúng tôi. Giọng nói Diệp Bắc Minh khàn khàn, thả sư tỷ của tôi ra trước. Lục Tuyết Kỳ vội vàng kêu, tiểu sư đệ, bọn họ sẽ không giữ lời. Em mau đi đi, không cần phải để ý đến chị. Ánh mắt Phương Trùng Hư cũng trở nên nóng bỏng, lão ta bực bội quát, thằng kia, giao hai thanh kiếm này ra đây, lão phu dùng sơ tâm võ đạo thề. Chấm. Chỉ cần cậu giao chúng ra, lão phu sẽ thả bát sư tỷ của cậu. Lục Tuyết Kỳ tuyệt vọng, đừng mà. Được. Diệp Bắc Minh đồng ý không hề do dự. Đồng thời ném cả hai thanh kiếm về phía Vương Trùng Hư. Vương Trùng Hư nắm chặt hai thanh kiếm, cảm giác cực kỳ nặng nề truyền đến. Tiện tay chém ra một kiếm. Tiếng keng giòn giã vang lên, xích sắt trói Lục Tuyết Kỳ bị cắt đứt. Mặt già của lão ta kích động, ha ha ha, quả nhiên là kiếm tốt. Diệp Bắc Minh, lão phu rất giữ chữ tín, trả lại bát sư tỷ của cậu cho cậu. Lão ta đạp Lục Tuyết Kỳ bay ra ngoài, lao về phía Diệp Bắc Minh. Bát sư tỷ. Diệp Bắc Minh bước lên trước, đón lấy Lục Tuyết Kỳ. Nhìn thấy tình cảnh bi thảm của Lục Tuyết Kỳ, Diệp Bắc Minh đỏ mắt, cực kỳ đau lòng, bát sư tỷ, chị sẽ không có việc gì, em nhất định sẽ chữa khỏi cho chị. Quỷ môn thập tam châm rơi xuống. Anh đút cho Lục Tuyết Kỳ ăn đủ loại đan dược chữa thương. Tiểu sư đệ, em ngốc quá. Tại sao lại muốn đến cứu chị, nước mắt Lục Tuyết Kỳ không ngừng tuôn rơi. Diệp Bắc Minh chỉ lắc đầu, em mang chị về nhà. Về nhà, thân thể Lục Tuyết Kỳ run lên. Đột nhiên, tai cô ấy truyền đến tiếng quát lạnh của Vương Trùng Hư, về nhà. Các người còn về được sao? Sát khí lớn nhất của kẻ này đã rơi vào trong tay của lão phu. Bây giờ không có uy hiếp gì nữa. Các vị, có thù báo thù, có oán báo oán đi. Một giây sau, tạch, 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 tạch. Vô số ánh mắt lạnh như băng khóa chặt Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn, kiếm Đoạn Long, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục, trở lại cho tôi. Hai thanh kiếm không hề có phản ứng nào. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lên tiếng, nhóc, bản tháp bị mất liên hệ với kiếm Đoạn Long và kiếm Càn Khôn Chấn Ngục. Cái gì cơ? Biểu cảm của Diệp Bắc Minh khẽ thay đổi. Ha 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 ha. Vương Trùng Hư ngửa mặt lên trời cười to, không nhịn được mà trào phúng. Diệp Bắc Minh, cậu cho rằng lão phu chỉ có đến thế thôi sao? Việc cậu có thể triệu hoán được hai thanh kiếm này, lão phu sớm đã đoán được. Cho nên,
cậu xem dưới chân lão phu là cái gì đây? Bỗng lão ta dậm chân thật mạnh, đây là thứ lão phu chuẩn bị riêng cho cậu. Bù! Mặt ngoài cây cột sắt cao 100 mét kia lập lòe ánh sáng của đủ loại phù văn. Một trận pháp lộ ra, ngăn cản toàn bộ hơi thở. Kiếm Đoạn Long và kiếm Càn Khôn Chấn Ngục không thể cảm ứng được hơi thở của Diệp Bắc Minh, nên anh tất nhiên không thể triệu hoán trở về được. Tề Đạo Khung đi ra từ trong đám người, nở nụ cười đầy dữ tợn, thằng chó đẻ, chính mày đã giết em sáu của tao. Nếu không phải thánh tộc cho mày chỗ dựa, nhà họ Diệp của mày đã bị diệt từ lâu rồi. Hôm nay, mày hãy mở to mắt ra mà xem lão phu giết mày thế nào. Các vị sư đệ, trả thù cho lão Lục. Dứt lời, Tề Đạo Khung và năm tên vực chủ khác của kiếm tông lập tức vây quanh Diệp Bắc Minh. Đằng đằng sát khí. Bầu không khí ngưng trọng đáng sợ. Không có hai thanh kiếm kia, tên này chết chắc rồi. Ha ha, tốt lắm, chúng ta không cần ra tay nữa. Cho dù cậu ta chết, lão phu cũng muốn chém cậu ta thành ngàn mảnh. Một số người cười trên nỗi đau của người khác, một số người khác thì nghiến răng nghiến lợi. Diệp Bắc Minh buông Lục Tuyết Kỳ xuống. Anh cởi áo giáp Hắc Long ra, mặc vào cho cô ấy. Lại kéo ra một dải lụa, cố định chặt cô vào sau lưng mình, bát sư tỷ, chị sợ không? Lục Tuyết Kỳ nở nụ cười xinh đẹp, tựa vào vai Diệp Bắc Minh, tiểu sư đệ, chị không sợ. Được. Đôi mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống, giết. Ảnh thuấn. Anh thoát hiện trước người Tề Đạo Khung, bùng nổ ầm ầm. Đấm một quyền thẳng về phía Tề Đạo Khung. Đại ca, cẩn thận. Năm người còn lại giật nảy mình, không ngờ Diệp Bắc Minh lại dám chủ động ra tay. Bọn họ nhanh chóng chạy qua giúp đỡ. Phụt. Tề Đạo Khung phun ra một ngụm máu tươi, bay ra ngoài như một con chó chết, trong nháy mắt lồng ngực nổ tung. A. À. Tề Đạo Khung nằm trên mặt đất kêu rên thảm thiết. Mặc dù không chết, nhưng toàn bộ kinh mạch đã vỡ nát. Đây chính là Tề Đạo Khung có cảnh giới vực chủ sơ kỳ. Người mạnh nhất trong kiếm tông thất tử, thế mà bị một quyền đấm cho tàn phế. Hít hà. Mọi người hít sâu một hơi. Tên này không có hai thanh kiếm kia mà vẫn khủng bố như thế. Thằng chó kia, mày dám đánh trọng thương đại ca của chúng tao. Ngũ tử còn lại của kiếm tông nổi giận. Đù. Tề Đạo Khung suýt tức chết, nằm trên mặt đất gào thét, giết nó, giết tên khốn khiếp này cho ông. Giết. Bóng dáng của năm người lóe lên, đánh về phía Diệp Bắc Minh. Ảnh thuấn. Diệp Bắc Minh biến mất rồi xuất hiện bên cạnh Tề Đạo Khung theo cách vô cùng quỷ quyệt. Thù của nhà họ Diệp, Long Đảo và của sư phụ tôi, cùng nhau báo luôn đi. Anh giơ chân lên, rồi dẫm xuống thật mạnh. Đừng mà. Con ngươi già nua của Tề Đạo Khung ứa máu, tràn ngập sợ hãi. Phịch. Lão tổ kiếm tông Tề Đạo Khung, chết. Đại ca, không. Giết thằng đấy. Kiếm tông ngũ tử gào thét khàn cả giọng, chân nguyên điên cuồng dâng trào. Năm vị cảnh giới vực chủ sơ kỳ đồng thời bùng nổ, hơi thở thổi quét khắp nơi. Ầm, ầm, ầm. Mặt đất của quảng trường nổ tung, hóa thành bột phấn. Năm cảnh giới vực chủ toàn lực ra tay, vạn vật bị chôn vùi. Sức mạnh tận thế ập tới, khóa chặt lấy Diệp Bắc Minh. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này. Chỗ tối. Lạc Khuynh Thành gấp gáp, tiểu sư đệ. Một thanh niên đứng bên cạnh duỗi tay ra, đặt trên vai Lạc Khuynh Thành. Khuynh Thành, không có lệnh của tôi, không thể ra tay. Chấm chấm chấm. Chấm chấm. Trong lúc Lạc Khuynh Thành bị ngăn cản lại, đòn tấn công của năm người kiếm tông đã tới. Bẻ gãy nghiền nát, hủy diệt hết thảy. Cùng lúc đó, ong, sát khí toàn thân Diệp Bắc Minh cuồn cuộn, huyết quang sau lưng cao ngút trời, tháp Càn Khôn Chấn Ngục, bùng nổ. Giống, tiếng rồng ngâm vang lên, mọi người trên quảng trường chỉ cảm thấy bốn bóng rồng to lớn vô cùng phóng lên tận trời. Cuốn đi tất cả. Ầm, tiếng nổ long trời lở đất truyền đến. Kiếm tông ngũ tử vừa xung phong giờ bay ngược ra ngoài. Trong đó, ba người nổ tung ngay tại chỗ, hóa thành một đám xương máu.
Kiếm tông nhị tử và kiếm tông tam tử hung hăng rơi xuống mặt đất. Biểu cảm của bọn họ dữ tợn, trừng to mắt, lão tứ, lão ngũ, lão thất. Không. Sao có thể chứ? Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Chúng tao là cảnh giới vực chủ sơ kỳ, mày mới là cảnh giới thần vương trung kỳ, sao mày có thể bộc phát ra loại sức mạnh hủy diệt tất cả này chứ? Này! Khắp quảng trường Vân Tiêu Tông lâm vào sự yên lặng đáng sợ. Khuôn mặt Ưng Bạch Mi tràn ngập vẻ không dám tin. Sắc mặt đám người Hoàng Phủ Chính, Lục Thanh Sơn vô cùng khó coi. Lông mày Bùi Vân Hải xoắn lại. Bạch Thiên Cơ thì nhìn chòng chọc vào Diệp Bắc Minh. Bộ mặt già nua của Vương Trùng Hư trở nên ngưng trọng, cúi đầu nhìn thoáng qua kiếm Đoạn Long và kiếm Càn Khôn Trấn Ngục trong tay mình, không có hai thanh kiếm này mà kẻ kia vẫn còn kinh khủng đến thế. Chấm chấm. Nếu cậu ta cầm thanh kiếm này, lão phu có thể đỡ được sao? Nghĩ tới đây, trái tim Vương Trùng Hư co chặt lại. Không được, tên này chắc chắn không thể lưu lại. Bất luận là thân phận hoa tộc của cậu ta, hay là thiên phú kinh người đã thể hiện. Tuyệt, đối, không, thể, lưu. Mặt mũi Lạc Khuynh Thành tràn ngập vui mừng, trong hai năm ngắn ngủi mà tiểu sư đệ đã trưởng thành đến nhường này. Cô ấy nắm chặt tay, cảnh giới vực chủ là cái thá gì, tiểu sư đệ đều có thể giết. Người thanh niên bên cạnh chợt cười một tiếng, có chút thú vị, cảnh giới thần vương mà giết được cảnh giới vực vương. Đã có thể so với các thiên tài nhỏ của thánh vực. Gã khẽ gật đầu, giống như một người bề trên thuận miệng bình luận về con cháu. Lạc Chính Hùng và vợ cũng đang ở đây, trong lòng bọn họ khẽ nhúc nhích. Sau lưng thanh niên, một lão già mỉm cười, cậu chủ, chỉ là một thế giới cao võ thôi, dù là thiên tài đứng đầu nhất thì sao chứ? Nhớ lại Diệp Phá Thiên năm đó, muốn tiến vào thánh vực. Cuối cùng còn không phải là ngã xuống. Cậu chủ không cần để ở trong lòng. Thanh niên kia khẽ cười một tiếng, cũng đúng. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh sải bước lên trước, đi đến trước mặt kiếm tông nhị tử và kiếm tông tam tử. Anh hung hăng đạp một chân xuống, dẫm bẹp lồng ngực của hai người, từ hôm nay trở đi, thế giới cao võ không còn kiếm tông. Âm thanh ầm vang như sấm sét, rơi vào trong tai của mọi người. Trái tim ai nấy cũng run lên. Lão tổ kiếm tông nhận Diệp Bắc Minh làm chủ, toàn bộ kiếm tông thất tử chết dưới tay Diệp Bắc Minh. Kiếm tông, hoàn toàn phế bỏ. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, Diệp Bắc Minh ngẩng đầu nhìn về phía Vương Trùng Hư, chính ông đã biến bát sư tỷ của tôi thành dáng vẻ này hả? Lão già, hôm nay ông phải bỏ ra cái giá gấp trăm lần để hoàn lại. Vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh chợt bay lên không trung, đánh úp về hướng Vương Trùng Hư. Trông thấy cảnh tượng này, ai ai cũng ngây dại. Khuôn mặt già nua của Vương Trùng Hư trầm xuống, Bạch Mi, giết cậu ta. Vâng, đại ca. Trong tay Ưng Bạch Mi xuất hiện một thanh thần kiếm màu vàng kim. Ông ta quát lên một tiếng lớn, thằng chó kia, dám dương oai tại Vân Tiêu Tông. Chán sống hả? Xoẹt xoẹt. Một đạo kiếm mang dáng từ trên trời xuống. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đọng lại. Dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Ưng Bạch Mi, ông khiến sư phụ Hắc Long Vương bị thương, giờ lại còn dám ngăn cản tôi. Vậy dùng ông khai đao đi. Anh thay đổi mục tiêu, đánh về phía Ưng Bạch Mi. Khuôn mặt già nua của Ưng Bạch Mi thế mà hiện lên vẻ sợ hãi. Cảnh tượng Diệp Bắc Minh giết chết kiếm tông ngũ tử quả thực khiến Ưng Bạch Mi chấn động, rốt cuộc trên người thằng này có bí mật gì? Sao có thể mạnh mẽ đến thế cơ chứ? Nhưng ông đây là vực chủ, ông đây không tin giết không chết cậu ta. Khẽ cắn răng, Ưng Bạch Mi tức giận gào thét, thằng khốn nạn, mẹ nó cậu cũng thật ngạo mạn. Đi chết đi cho lão phu, thí thiên nhất kiếm. Xoẹt. Kiếm khí màu vàng kim đột nhiên bùng nổ, nhanh như chớp cắt qua không khí, chém về phía cổ của Diệp Bắc Minh. Ảnh thuấn. Diệp Bắc Minh lập tức biến mất. Một giây sau lại xuất hiện trước người Ưng Bạch Mi, cách ông ta chưa đến 3 mét. Anh duỗi tay nắm lấy hư không. Một tàn ảnh màu đen chém về phía cổ ông ta. Một tiếng bịch cực lớn vang lên, đau đến mức tưởng như cổ ông ta đã gãy. Ưng Bạch Mi nghiêng đầu xem, không khỏi hít sâu vào một hơi. Hóa ra là một cây côn sắt màu đen.
Nếu như là một thanh kiếm, chẳng phải đầu ông ta sớm đã rơi xuống đất. Nghĩ tới đây, Ưng Bạch Mi hít một hơi thật dài. Một giây sau, Ưng Bạch Mi bật cười, ha ha ha, thằng chó kia, mẹ nó cậu thật là ngu. Nếu như cây gậy này là một thanh kiếm, đầu lão phu thật đúng là sẽ bị cậu chặt mất. Đáng tiếc, nó lại là một cây gậy, sao tổn thương được đến lão phu? Đi chết đi. Thần kiếm màu vàng kim bổ xuống đầu Diệp Bắc Minh, thề muốn đồng thời chém Diệp Bắc Minh và Lục Tuyết Kỳ thành hai nửa. Vương Trùng Hư kêu to, Bạch Mi, cẩn thận. Ưng Bạch Mi suy nghĩ theo bản năng, cẩn thận. Một cây gậy rách mà thôi, có gì mà cẩn thận. Thằng này không tránh, nhất định sẽ bị một kiếm của mình chém chết. Diệp Bắc Minh nở nụ cười đầy quỷ dị, cây gậy. Ai bảo ông đây là một cây gậy? Cổ tay anh kéo một phát, như đang gặt lúa mạch. Ưng Bạch Mi chợt cảm thấy sau ót mát lạnh, sau đó đầu ông ta trực tiếp bay lên cao. Trời đất quay cuồng. Trước khi chết, ông ta chỉ kịp thấy trong tay Diệp Bắc Minh cầm một binh khí kỳ lạ. Bộ phận chính là một cây gậy màu đen, trên đỉnh lại nối liền với một lưỡi hái kỳ quặc. Đây là binh khí gì? Trong đầu hiện lên suy nghĩ cuối cùng. Đầu của Ưng Bạch Mi rơi bịch xuống mặt đất, nổ tung ngay tại chỗ. Xung quanh hoàn toàn yên lặng. Diệp Bắc Minh cầm thần ma liêm đao trong tay, chỉ vào Vương Trùng Hư, đến lượt ông. Đôi mắt Vương Trùng Hư hung hăng co rúm lại, mặt già của lão ta vô cùng âm trầm, khá lắm nhóc, là do lão phu đánh giá thấp cậu. Suốt từng ấy năm tới nay, Hoa tộc lại xuất hiện một quái vật. Trong chỗ tối, ánh mắt thanh niên bên người Lạc Khuynh Thành chợt đọng lại, hơi kinh ngạc nói, Hoa tộc, cậu ta là Hoa tộc. Giọng nói của Vương Trùng Hư tiếp tục truyền đến, tám gia tộc thần huyết lớn, các người có thù với Hoa tộc phải không? Chư vị thuộc liên minh giết Diệp, Diệp Bắc Minh gần như hủy hoại Đan Đạo Minh và Thần Y Minh, các người còn chờ gì nữa? Hiện tại là cơ hội tốt nhất để giết kẻ này. Bằng không, đợi đến khi cậu ta trưởng thành, kết cục của các người sẽ là gì, không cần lão phu phải nói chứ. Lão ta vừa nói xong lời này, vô số ánh mắt lạnh như băng rơi xuống người Diệp Bắc Minh. Kẻ này, tất phải giết. Một lão già cảnh giới vực chủ sơ kỳ đi ra từ trong đám người. Cậu ta không chết, ban đêm lão phu không ngủ được. Lão già thứ hai lắc đầu. Vẫn nên giết đi. Tiếp theo, người thứ ba. Người thứ tư. Trong phút chốc, bao gồm cả đám người Hoàng Phủ Chính, Lục Thanh Sơn, Bùi Vân Hải, Bạch Thiên Cơ. Tổng cộng 32 bóng dáng bước ra khỏi đám người. 32 cảnh giới vực chủ sơ kỳ, dọa sợ tất cả mọi người trên quảng trường, bọn họ há to miệng thở hổn hển. Học, học. Sắc mặt ai nấy cũng đỏ bừng, trái tim bị dọa đến suýt thì nổ tung. Đó là 32 cảnh giới vực chủ sơ kỳ đấy. Đây là khái niệm gì? Nếu 32 người này bắt tay nhau, có thể quét ngang toàn bộ thế giới cao võ. Thân thể Lục Tuyết Kỳ run nhẹ nhẹ, nắm chặt bả vai Diệp Bắc Minh tiểu sư đệ. Diệp Bắc Minh buông lỏng cô ấy ra, bát sư tỷ. Chỉ có muốn nhìn em giết 32 tên cảnh giới vực chủ trong nháy mắt không? Chấm chấm chấm. Chấm chấm chấm. Giết 32 tên cảnh giới vực chủ trong nháy mắt. Lúc Lục Tuyết Kỳ nghe được câu nói này, cả người cô mơ hồ. Cô ấy nghĩ vỡ đầu cũng không ra, Diệp Bắc Minh làm thế nào mà giết được 32 cảnh giới vực chủ trong nháy mắt? Giọng của Diệp Bắc Minh không lớn. Nhưng hiện trường quá yên tĩnh. Cộng thêm tất cả mọi người đều là người tu võ, lời này cũng rơi vào trong tai những người khác. Chấm chấm chấm. Quảng trường vốn bị bao phủ bởi hơi thở giết chóc, chợt truyền ra tiếng cười vang, ha 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 ha, cười chết tôi rồi. Giết 32 tên cảnh giới vực chủ trong nháy mắt. Cậu ta nghĩ cậu ta là thần chắc. Thằng chó đẻ, mày giết cho tao xem nào. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Vô số người chào phúng. 32 người cảnh giới vực chủ Hoàng Phủ Chính, Lục Thanh Sơn, Bùi Vân Hải, Bạch Thiên Cơ nghiêm mặt. Bọn họ không tin Diệp Bắc Minh có thể giết tất cả bọn họ trong giây lát. Cho dù Diệp Phá Thiên sống lại cũng không làm được. Chẳng lẽ Diệp Bắc Minh còn mạnh hơn cả Diệp Phá Thiên năm đó?
không có khả năng. Chỗ tối. Đôi mắt Lạc Khuynh Thành ngưng trọng, xưa nay tiểu sư đệ không thích nói mạnh miệng, rốt cuộc em ấy muốn dùng biện pháp gì? Thanh niên bên cạnh cười khẽ, giết 32 tên cảnh giới vực chủ trong nháy mắt. Khá thú vị đấy. Nếu như là tôi, dùng đến món đồ kia, quả thật có thể làm được. Nếu như câu nói này bị những người khác nghe được, nhất định sẽ bị dọa chết tươi. Rốt cục thanh niên này có lai lịch ra sao? Lại dám thốt ra lời huênh hoang đến vậy. Ánh mắt thanh niên khẽ nghiêng, lão Diệp, ông biết tên này sẽ dùng cách gì không? Lão Diệp sau lưng gã cười lắc đầu, cậu chủ, kẻ này đang phô trương thanh thế thôi. Giết 32 tên cảnh giới vực chủ trong nháy mắt là khái niệm gì? Tương đương với một kích toàn lực của lão phu. Cậu chủ không cần suy nghĩ nhiều vì loại người này. Thanh niên cười gật gật đầu, cũng đúng, là tôi nghĩ nhiều rồi. Chấm chấm chấm. Trên quảng trường, Diệp Bắc Minh đảo mắt nhìn xung quanh. Anh nở nụ cười bình tĩnh, không tin à, các người thử ra tay xem. Tốt nhất là đồng loạt ra tay, để cho tôi có cơ hội giết trong chớp mắt, tuyệt đối đừng nên đến từng người một. Khuôn mặt Hoàng Phủ Chính trở nên dữ tợn, thằng khốn khiếp này đang cố ý khiêu khích chúng ta đấy. Thằng kia, mày cho rằng chỉ với mấy câu của mày là có thể dọa được chúng tao. Sát ý trong mắt Lục Thanh Sơn bùng cháy. Quỷ khí sau lưng Bùi Vân Hải trở nên âm trầm, đừng bị cậu ta lừa, cậu ta bảo chúng ta ra tay đồng loạt. Đừng đánh từng người một, chính là để kích thích chúng ta. Để từng người chúng ta lên một. Bạch Thiên Cơ cười đầy nghiền ngẫm, nếu mày đã muốn để chúng tao cùng nhau lên, vậy chúng tao sẽ thỏa mãn mày. Giết! 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 Chỉ trong chớp mắt, 32 cảnh giới vực chủ đồng loạt ra tay. Một cỗ khí thế như sao băng va chạm trái đất nghiền ép xuống. Cho dù là vực chủ, bị 32 vực chủ khác đồng thời công kích cũng sẽ chết ngay tại chỗ, đến cặn bã cũng không còn. Diệp Bắc Minh chỉ là một người cảnh giới thần vương trung kỳ. Cho dù có nghịch thiên, cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Giữa sân, Diệp Bắc Minh đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thậm chí còn nhắm mắt lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người trên quảng trường đều không nhịn được mà cười ra tiếng. Ha 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 ha, chỉ như vậy. Chẳng phải nói muốn giết chết 32 cảnh giới vực chủ trong nháy mắt hay sao? Giết đi xem nào. Sao còn bị dọa đến nhắm tịt mắt lại? Thằng chó kia, mày nhắm mắt lại chờ chết hả? Ha 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 ha. Tiếng cười vang liên tiếp vang lên. Hết đợt này đến đợt khác, cực kỳ hài hước. Sắc mặt Vương Trùng Hư vốn ngưng trọng, trong nháy mắt chợt thả lỏng lại, hư, giả thần giả quỷ. Chỗ tối, thanh niên kia khinh thường cười một tiếng, ha ha, xem ra thật sự là tôi nghĩ nhiều rồi. Lão Diệp cười không nói. Gương mặt xinh đẹp của Lạc Khuynh Thành càng ngày càng nghiêm nghị, tiểu sư đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Cùng lúc đó, Hoàng Phủ Chính và Lục Thanh Sơn của 8 gia tộc thần huyết lớn. Chỉ còn cách Diệp Bắc Minh chưa đến 10 mét. Hoàng Phủ Chính cười như điên, ha 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 ha, thằng khốn nạn, sao mày lại nhắm mắt lại? Chẳng phải mày rất ngông cuồng sao? Lục Thanh Sơn cầm một thần đao màu đen trong tay, trực tiếp chém về phía đầu Diệp Bắc Minh, thằng chó, năm đó chúng tao có thể giết chết Diệp Phá Thiên, thì hôm nay cũng có thể giết được mày. Sau khi mày chết, toàn bộ hoa tộc sẽ hủy diệt theo mày, chúng ta không cho chúng mày bất cứ cơ hội nào nữa. Chết đi! Giết! 30 cảnh giới vực chủ còn lại đồng thời lao tới. Tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi kết quả. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Bắc Minh đột nhiên mở mắt, tháp càn khôn chấn ngục, bộc phát sức mạnh cho tôi. Phần thiên chi nộ. Gào giống. Bốn tiếng rồng ngâm đồng thời vang lên. Bù. Một luồng nhiệt nóng bỏng ập tới, như núi lửa bộc phát. Sóng nhiệt kinh khủng khiến mọi người đồng loạt lui lại. Bên tai truyền đến tiếng kêu thảm thiết của những cảnh giới vực chủ kia. Hoàng Phủ Chính rít gào, lồng ngực bị lửa nóng thiêu đốt, a. À. Đây là vật gì? Đôi mắt Lục Thanh Sơn điên cuồng co rụt lại. Cánh tay bị ngọn lửa đột nhiên xuất hiện đốt thành cho bụi.
Bùi Vân Hải phát ra tiếng kêu hoảng sợ như ác quỷ, không. Dị hỏa, đây chính là dị hỏa. Không, không. Giữa những tiếng kêu gào vô tận, toàn bộ 32 tên cảnh giới vực chủ hóa thành tro tàn. Một cơn gió lớn thổi qua, cho cốt tiêu tán. Toàn trường tĩnh mịch. Chỉ còn mình Diệp Bắc Minh cầm thần ma liêm đao trong tay đứng đó. Làm sao có thể? Thân thể Vương Trùng Hư run nhẹ nhẹ, hoàn toàn cứng nhắc. Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh, còn có ai muốn giết tôi không? Mọi người sôi nổi cúi đầu, không ai dám trả lời anh. Chỗ tối. Đôi mắt của người thanh niên kia khẽ co rụt lại, xa sầm mặt dị hỏa. Tên này. Lão Diệp cũng cực kỳ chấn động, hai mắt già nua trừng lớn. Vô cùng ngoài ý muốn. Gương mặt xinh đẹp của Lạc Khuynh Thành đỏ bừng, hơi thở hổn hển. Ánh mắt Diệp Bắc Minh xoay chuyển, rơi xuống người Vương Trùng Hư. Ảnh thuấn. Anh bước lên đỉnh cột sắt cao 100 mét. Phù văn trên cột sắt có thể ngăn cách hơi thở, lại không thể ngăn cản Diệp Bắc Minh đi lên. Vương Trùng Hư bị dọa đến hoàn toàn thay đổi sắc mặt, kiếm Đoạn Long và kiếm Càn Khôn Trấn Ngục trong tay lão ta đánh úp về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cười đầy lạnh lẽo, trở về. View, view. Kiếm Đoạn Long và kiếm Càn Khôn Trấn Ngục sớm đã nhận chủ, chúng bay thẳng đến bên người Diệp Bắc Minh. Chấm chấm chấm. Vương Trùng Hư hoàn toàn luống cuống. Trong lòng lão ta chỉ còn một suy nghĩ, chạy. Lão ta quay người, hóa thành một bóng đen, lao về phía chỗ sâu trong Vân Tiêu Tông. Diệp Bắc Minh cười lạnh, làm tổn thương sư tỷ tôi xong còn muốn chạy. Anh đuổi theo, bầu trời chợt truyền đến một tiếng rồng ngâm. Giống. A. À. Vương Trùng Hư kêu lên đau đớn, Diệp Bắc Minh đạp một chân thật mạnh. Một tiếng bịch lớn ầm vang, Vương Trùng Hư rơi từ trên không trung, nện xuống mặt đất. Lão ta cầu xin tha thứ như một con chó chết, anh Diệp, tôi biết sai rồi. Cầu xin cậu tha cho tôi. Tôi sẵn lòng làm người hầu của cậu giống như lão tổ kiếm thần. Bịch 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 bịch. Vương Trùng Hư không sinh ra bất kỳ suy nghĩ phản kháng nào, điên cuồng dập đầu. Diệp Bắc Minh liên tiếp giết 32 cảnh giới vực chủ đã hoàn toàn dọa phá gan lão ta. Phụt, kiếm Đoạn Long đánh úp lại. Anh chặt đứt chân tay Dương Trùng Hư, phế bỏ gân tay gân chân của bát sư tỷ tôi. Phụt, kiếm thứ hai đánh xuyên qua đan điền của Vương Trùng Hư, phế đi đan điền của bát sư tỷ. Bù, anh duỗi tay bóp chặt trái tim của Vương Trùng Hư, ép ra tinh huyết của lão ta. Khiến bát sư tỷ của tôi bạc đầu trong một đêm, tất cả người nhà họ Vương ông đều đáng chết. Máu tươi thiêu đốt, huyết mạch chú sát. Trong ngọn lửa, từng hình ảnh hiện lên. Đủ loại dòng chính của nhà họ Vương kêu lên thảm thiết. Tất cả đều bị thiêu sống. Mày, sao mày có thể đối xử với nhà họ Vương tao như vậy? Hai mắt Vương Trùng Hư chảy ra máu tươi, cơn tức giận khiến đầu lão ta lập tức bạc trắng. Diệp Bắc Minh giẫm nát đầu Vương Trùng Hư, dám tổn thương đến sư tỷ của tôi sẽ có kết cục này. Diệt tộc. Sát thần, cậu ta từng nói mình có biệt hiệu là sát thần. Ưng ực, sát thần, người cũng như tên. Tất cả mọi người chấn động suy nghĩ. Toàn bộ Vân Tiêu Tông lâm vào sự yên tĩnh như chết. Thời gian như thể ấn nút dừng lại. Đột nhiên. Một giọng nói đầy kiêu ngạo vang lên, tên kia, tôi muốn thanh kiếm đó. Tôi cũng muốn cả dị hỏa trên người cậu. Giao chúng ra, cậu có thể dẫn sư tỷ của mình cút đi. Chấm chấm chấm. Chấm chấm chấm. Người nào đang nói chuyện? Trong lòng mọi người run lên. Giờ mà còn dám gây chuyện với tôn sát thần này. Tất cả đồng loạt quay đầu, chợt thấy một thanh niên đứng thẳng trên không trung. Sau lưng có một lão già mặc hoa phục cung kính đi theo. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ngưng trọng, cảnh giới giới vương. Một giây sau, một cô gái cực kỳ xinh đẹp xuất hiện. Trên quảng trường, tất cả những người tu võ đều sửng sốt, ai ai cũng bị vẻ ngoài của cô gái này hấp dẫn. Đẹp! Quá đẹp! Là một sắc đẹp khiến cho người ta hít thở không thông. Đại sư tỷ! Diệp Bắc Minh cực kỳ kích động, hoàn toàn bỏ qua thanh niên kia, đại sư tỷ, sao chị lại tới đây?
Vẻ khiếp sợ trên gương mặt tươi tắn của Lạc Khuynh Thành còn chưa tan đi, tiểu sư đệ, chị vẫn luôn ở đây. Cô ấy bước đến bên cạnh Diệp Bắc Minh, mùi thơm cơ thể của xử nữ ập vào mặt. Trong tay Lạc Khuynh Thành xuất hiện một viên đan dược, tiểu sư đệ, mau cho bát sư muội ăn viên đan dược này vào. Vâng. Diệp Bắc Minh không hề do dự. Anh đặt Lục Tuyết Kỳ xuống đất, đút cho cô ăn viên đan dược đó. Vết thương của Lục Tuyết Kỳ khôi phục bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, đại sư tỷ, đan dược này có hiệu quả tốt như vậy. Thương thế trên người Lục Tuyết Kỳ khỏi được 7-8 phần. Mái tóc bạc trắng cũng nháy mắt biến thành đen. Ngoài việc cô ấy vẫn còn hơi thiểu tụy ra, gần như đã khỏi hoàn toàn. Lạc Khuynh Thành nở nụ cười xinh đẹp, đây là đan dược của thánh tộc, tên là Cửu Chuyển Bất Diệt Đan. Nhìn thấy nụ cười của Lạc Khuynh Thành, trên trán thanh niên kia nổi lên gân xanh, trong lòng dâng lên lòng ghen ghét. Lạc Khuynh Thành chưa từng cười với gã. Cộng thêm việc Diệp Bắc Minh không nhìn gã, càng khiến cho gã tức giận, tao đang nói chuyện với mày đấy, mày không nghe thấy sao? Diệp Bắc Minh phun ra một chữ cút. Khuôn mặt thanh niên đó kìm nén đến mức đỏ bừng, đột nhiên hét to, thằng kia, mày thật sự không biết mình có mấy cân mấy lạng đúng không? Quỳ xuống cho bản công tử. Đạp một bước lên trời. Quăng một cái tát về phía Diệp Bắc Minh. Giống. Tiếng rồng ngâm chợt vang lên, có khí thế rồng bay lên 9 tầng mây. Đây là... Quảng trường tràn ngập chấn động, trong mắt ai nấy cũng như muốn rớt ra ngoài. Mấy lão già càng là hít sâu một hơi, trời ạ. Long tích, thanh niên này lại có thể mở ra long tích. Gã ta còn trẻ tuổi như vậy, sao có thể chứ? Hơi thở của gã cũng mới cảnh giới thần đế. Thế mà còn kinh khủng hơn cả cảnh giới vực chủ mấy phần. Dựa vào lực lượng của long tích, nghiền ép vượt cảnh giới. Ai ai cũng khiếp sợ. Nhìn chòng chọc vào thanh niên kia. Sau lưng gã, xương sống tỏa ra ánh sáng, y như trên lưng đeo một đầu chân long. Diệp Bắc Minh âm thầm buồn cười. Người này mở ra long tích mà mới chỉ có một chân long. Mà trong cơ thể của anh có đến 4. Giờ phút này, thanh niên xuất hiện trên không trung phía trên Diệp Bắc Minh, ầm ầm nghiền áp xuống. Giọng điệu của Diệp Bắc Minh hờ hững, tao bảo, mày cút đi. Anh trở tay tát một cái. Chát. Một tiếng vang giòn. Thanh niên kia bị quất bay ra ngoài. Vèo. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, bắt lấy bả vai của người này. Hung hăng ném xuống đất. Tiếng ầm lớn vang lên, gạch đá nổ tung. Một giây sau. Anh giẫm một chân lên đầu gã, trông gã chẳng khác gì một con chó chết dưới chân Diệp Bắc Minh. Lão Diệp giật nảy mình, cậu chủ. A, à, mặt mũi gã tràn đầy máu tươi, khuôn mặt đỏ bừng, gào thét trong điên cuồng, thằng chó hoang, mày dám làm như vậy với tao. Mày biết tao là ai không? Bố mày đến từ nhà họ Hàn tại Thánh Vực. Tao muốn giết toàn bộ. Sát ý của Diệp Bắc Minh ngưng tụ, bỗng giẫm chân thật mạnh xuống. Ngay khi anh vừa nhấc chân lên định giẫm nát đầu người thanh niên kia. Mặt mày lão Diệp tái mét, danh con. Cậu dám làm vậy à? Xoẹt. Năm ngón tay lão ta nắm chặt, một thanh đao màu đen bỗng xuất hiện trong tay lão ta rồi vung đao chém vào đầu Diệp Bắc Minh. Đứng lại đó cho lão phu. Diệp Bắc Minh làm ngơ như không nghe thấy gì. Kiếm càn khôn chấn ngục xuất hiện trong tay anh, kiếm quét ngang hóa giải đao khí ập tới. Cùng lúc đó, chân anh giẫm mạnh xuống. Đầu người thanh niên kia tan nát. Lão Diệp trừng mắt chết chân, không, đồ chó chết, sao cậu dám làm thế? Tiểu sư đệ. Lạc Khuynh Thành ngỡ ngàng đầy khiếp sợ. Cậu đáng chết, cả nhà cậu đều đáng chết, tất cả người trên đời này đều đáng chết hết. Lão Diệp giống to một cách cuồng loạn. Đôi mắt già nua đầy tơ máu, cái mạng ti tiện của các người kém xa một cọng tóc của cậu chủ nhà tôi. Sao cậu dám giết cậu chủ hả? Diệp Bắc Minh đá văng xác chết người thanh niên như đá bịch tởm lợm. Ầm. Bỗng nhiên, máu thịt trên người thanh niên bỗng bay ra. Một cảnh tượng khó lòng tưởng tượng xuất hiện. Cạch cạch cạch, tiếng xương cốt di chuyển vang lên.
hộp sọ vỡ nát bỗng bay về lại lần nữa ghép thành một. Ngay sau đó, một cái đầu nguyên vẹn không chút hư hỏng lại xuất hiện trên cổ người thanh niên đó. Ôi, chuyện gì thế này? Người trên quảng trường kinh hãi. Bọn họ thấy người thanh niên từ từ đứng dậy. Đôi mắt đỏ bừng như nhỏ máu. Gã há mồm thở dốc, nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, mày. Hộc hộc, mày. Mày dám giết tao à? Nếu Hàn Lương tao không có thế thân phù thì e rằng đã bị mày giết chết rồi. Hàn Lương sợ vỡ mật. Gã lấy một miếng ngọc bài trong ngực ra. Trên đó có khắc đủ loại ký hiệu này nọ, tiếc rằng đã vỡ vụn rồi. Diệp Bắc Minh bèn hỏi, tháp nhỏ, thế thân phù là gì thế? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thản nhiên trả lời, có nhiều thứ cậu chưa từng gặp lắm, cấp bậc thế giới của thánh vực cao hơn thế giới cao võ nhiều. Nói trắng ra, thế giới cao võ chẳng qua chỉ là võ đạo mà thôi. Còn những thế giới cao cấp hơn thì lại thiên về nghiên cứu phép tắc thế gian. Thế thân phù chỉ là một loại trong số đó mà thôi. Diệp Bắc Minh nhướng mày, nói như vậy chẳng phải không thể giết chết gã ư? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười đáp, sai rồi. Hả? Diệp Bắc Minh khó hiểu. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích, sử dụng thế thân phù một lần sẽ khiến nguyên khí gã trọng thương. Không tính dưỡng vài ba năm thì không được, nếu cậu giết gã hai lần thì gã đi đời là cái chắc. Hóa ra là vậy. Diệp Bắc Minh trầm ngâm gật đầu, vậy giết gã lần nữa thôi. Dứt lời, Diệp Bắc Minh lại bùng nổ. Anh thi triển ảnh thuấn. Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người, Diệp Bắc Minh xuất hiện ngay trước mặt Hàn Lương. Mày định làm gì đó? Giọng Hàn Lương hơi khàn, gã hoảng loạn lùi về sau, lão Diệp, cứu tôi. Lão Diệp hoàn hồn, nhanh chóng chém trường đao về phía Diệp Bắc Minh, nháy mắt không khí đã bị lão ta cắt ngang. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở anh, nhóc con, mau né, không sẽ chết đấy. Diệp Bắc Minh chỉ đành buông tha cho gã rồi mau chóng lùi về sau, né tránh đao vừa tới kia. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, mặt đất bị nổ thành một cái lỗ rộng cả trăm mét. Hàn Lương không may mắn lắm bị làn khí đánh bay ra ngoài, chật vật ngã sóng xoài trên mặt đất. Cậu chủ. Lão Diệp bước tới, rót chân nguyên vào cơ thể Hàn Lương để ổn định vết thương cho gã. Chát. Nhưng mà Hàn Lương quay phát cho lão Diệp một cú tát đau đớn trên mặt, tôi bị làm sao thì sao hả? Đồ vô dụng nhà ông, không phát hiện tôi ở đây hả? Thế mà còn dùng đao khí chém xuống mạnh bạo nữa. Lẽ nào đến tôi mà ông cũng muốn giết hả? Mẹ kiếp, chết tiệt. Tất cả mọi người sững sờ. Cảnh giới của lão Diệp là giới vương đấy. Lão ta lại để một tên mới cảnh giới thần đế làm bẽ mặt ư. Mà điều khiến người ta khiếp sợ ấy là lão Diệp quỳ xuống nhỏ nhẹ nói, cậu chủ, xin lỗi cậu ạ. Hàn Lương phẫn nộ gào lên, giết, giết thằng danh đó cho tôi, rồi đánh gãy từng khúc xương của cậu ta cho tôi. Chặt đầu của cậu ta dâng lên cho tôi muốn đích thân dẫm nát đầu của cậu ta. Lão Diệp cung kính trả lời, vâng ạ, thưa cậu chủ. Rồi lão ta chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt ác độc như rắn rết. Ngay sau đó, xoạt, lão Diệp bỗng chốc xuất hiện ngay trước mặt Diệp Bắc Minh, lão ta chém mạnh trường đao xuống. Ánh mắt Diệp Bắc Minh đầy kinh hãi, tốc độ nhanh thật đó. Anh mau chóng dùng ảnh thuấn. Ầm ầm. Tiếng nổ rung trời vọng vào tai từng người gần như xé rách màng nhĩ của bọn họ. Ánh mắt lão Diệp hơi ngẩn ngơ. Trong trung tâm làn khói bụi mờ mịt kia là Diệp Bắc Minh, oát con được lắm, tránh được đòn này của lão phu à. Xem ra không thể xem thường cậu được rồi. Diệp Bắc Minh biến sắc, tháp nhỏ, tôi có thể bùng nổ giết lão ta ngay được không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nghĩ ngợi một lát rồi mới nói, có thể giết lão ta ngay tức khắc nhưng sẽ rất nguy hiểm. Nghĩa là sao? Diệp Bắc Minh nhíu mày. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích, lão ta đang ở cảnh giới giới vương, cho dù là tốc độ, lực lượng, phản ứng hay thủ đoạn đều hơn cậu gấp trăm lần. Cậu bùng nổ sức mạnh tất nhiên là xả chân nguyên trên người ra. Cho dù là long mạch bổ sung thì cũng phải mất một lát mới khôi phục được.
nếu một chiêu không giết chết được lão ta thì cậu sẽ là người chết. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trở nên tăm tối hơn, nói như vậy, tôi chỉ có thể tự dựa vào sức mạnh của mình giết chết lão ta à? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đáp, không phải, trong vòng 10 mét bổn tháp phải giết lão ta. Nhưng lão ta rất cẩn thận, vừa tấn công vừa lùi lại. Rất khó tới gần lão ta trong vòng 10 mét mà qua 10 mét thì lão ta lại có cơ hội né chiêu. Vậy nên cậu chỉ có duy nhất một cơ hội giết chết lão ta. Diệp Bắc Minh bước lên, để tôi thử xem. Anh chủ động lao lên, cầm kiếm Càn Khôn Trấn Ngục tấn công về phía lão Diệp. Hành động ấy đã dọa sợ người tu võ trên quảng trường Vân Tiêu Tông. Diệp Bắc Minh điên rồi à? Cảnh giới thần vương chủ động tấn công cảnh giới giới vương ư? Đây là đường cùng buộc người ta làm liều hả? Tim mọi người nhảy lên kinh hoàng, suýt nữa cả lũ đã bị hù chết rồi. Lão Diệp vô cùng tức giận, đồ khốn nạn, cậu đúng là gan to tài trời. Hôm nay lão phu sẽ cho cậu biết cái gì là châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá. Lão ta vừa dứt lời, trường đao trong tay hạ xuống. Đao khí cuồn cuộn như lốc xoáy lao tới. Ầm, ầm, ầm. Chúng chặn đứng tất cả đường lui của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh gào lên, phá cho tôi. Anh đồng thời khởi động cửu U thần ma quyết, Long đế quyết và thiên ma cửu biến. Mũi kiếm Trấn Ngục sắc nhọn, chém ra một con đường sống. Anh thi triển ảnh thuấn. Nháy mắt anh đã cách chỉ hơn 10 mét lão Diệp, anh vừa đi tới thêm vài bước nữa. Lão Diệp hừ nói, đồ rác rưởi, tính dùng kiếm đó giết lão phu à? Mơ đi. Lão ta biết Diệp Bắc Minh muốn giết mình thì chỉ có cách dựa vào thanh kiếm mà lão ta không biết kia thôi. Đương nhiên lão ta sẽ không cho Diệp Bắc Minh cơ hội nào. Đồ oắt con, cút mau. Lão ta nắm chặt nắm đấm rồi tung ra một quyền. Diệp Bắc Minh đạp chân, luồng sức mạnh trên người bùng nổ. Gầm gừ. Bốn tiếng rồng ngâm đồng thanh vang lên rồi hội tụ thành một. Rồi nó va thẳng vào một quyền kia. Không thể nào. Mẹ ơi, Long Tích. Khiếp, Diệp Bắc Minh cũng mở ra Long Tích hư. Hơn 10.000 người trên quảng trường Vân Tiêu Tông đều hóa đá. Bọn họ há hốc mồm hét to như thể gặp ma. Trước mắt bọn họ, cột sống Diệp Bắc Minh tỏa sáng rực rỡ vầng sáng màu xanh ngọc, hình ảnh bốn con rồng hiện lên rồi phóng vút lên trời cao. Hàn Lương suýt cắn đầu lưỡi, cậu ta cũng mở được Long Tích à? Còn dung hợp tận bốn con rồng. Không thể nào. Gương mặt Lạc Khuynh Thành đỏ bừng, cơ thể nhẹ run, tiểu sư đệ. Cái mũi Lục Tuyết Kỳ hơi cay, nước mắt phương đầy mặt, đại lục chân võ được cứu rồi. Trong góc tối, Lạc Chính Hùng bật thốt, đây là Long Tích, cậu ta mở được Long Tích rồi. Người phụ nữ trung niên kinh ngạc, hít sâu rồi nói, gia chủ, rốt cuộc tôi đã biết tại sao Khuynh Thành vừa ý cậu ta rồi. Tên này quá yêu nghiệt. Chân mày Lạc Chính Hùng nhíu chặt, cho dù cậu ta mở Long Tích thì cũng không phải là đối thủ của lão Diệp đâu nhỉ. Người phụ nữ trung niên suy nghĩ một lát, hay là nhờ lão tổ ra tay. Rồi người phụ nữ làm một động tác cắt cổ, coi như bọn Hàn Lương chưa từng tới đây. Không được. Lạc Chính Hùng hoảng sợ, lỡ như bị điều tra ra, nhà họ Lạc sẽ. Dầm. Một tiếng nổ đánh gãy câu nói chưa dứt của Lạc Chính Hùng, thế là ông ta bèn quay đầu lại. Trước mắt ông ta, cả quảng trường bụi bay mù mịt, Diệp Bắc Minh và lão Diệp cùng bay ngược ra ngoài. Phụt. Lục phủ ngũ tạng của Diệp Bắc Minh như nát vụn, anh phun máu tươi. Lão Diệp lại còn thê thảm hơn anh nhiều, một tay đã nát bét. Ngực lão ta có một lỗ thủng to tướng đầm đìa máu tươi trông rất ghê rợn. Tất cả mọi người khiếp hãi. Cảnh giới thần vương trung kỳ bất phân thắng bại với cảnh giới giới vương ư. Trời ơi! Tên này nghịch thiên quá rồi phải không? Sát thần, Diệp Bắc Minh. Trong ánh mắt bọn họ đầy sự kinh hãi mà xưa nay chưa từng có, Diệp Bắc Minh quá nghịch thiên. Ha ha ha! Lão Diệp phun máu tươi, e dè nhìn Diệp Bắc Minh, nhóc con, cậu. Cậu rất mạnh, nhưng thật đáng tiếc. Chắc Long Tích là át chủ bài của cậu nhỉ? Không ngờ rằng chỉ thế giới cao võ lại có thể sinh ra một người như cậu.
Không hổ là con cháu của nhà họ Diệp tôi, tiếc rằng, đời này của các cậu quá vô dụng. Diệp Bắc Minh bất ngờ, ông nói gì? Ông có quan hệ với nhà họ Diệp hả? Một người sắp chết không cần biết nhiều vậy đâu, cậu cứ xuống dưới hỏi tổ tiên Diệp Phá Thiên của mình đi. Lão Diệp hờ hững, lê lết cơ thể trọng thương của mình lại chỗ Diệp Bắc Minh. Tiểu sư đệ. Lạc Khuynh Thành hét lên định đi tới. Khuynh Thành. Lạc Chính Hùng xuất hiện, ngăn cô ấy lại, đứng đó. Cơ thể Lạc Khuynh Thành hơi run, nói, bố ơi, tiểu sư đệ bị trọng thương, con muốn đi cứu đệ ấy. Người phụ nữ trung niên bước tới, liếc mắt nhìn Diệp Bắc Minh. Rồi thở dài nói, lục phủ ngũ tạng đã bị dập nát, không cứu được nữa. Thật đáng tiếc. Đừng, đừng mà. Lạc Khuynh Thành giãy giụa kịch liệt nhưng lại không thể phản kháng. Lục Tuyết Kỳ cắn răng, lao tới che chắn trước người Diệp Bắc Minh, muốn giết tiểu sư đệ của tôi thì phải bước qua xác tôi. Lão Diệp vừa đi vừa cười, các người sắp chết rồi, vậy để lão phu tiễn các người một chặng đường cuối nhé. 30 mét. 20 mét. Diệp Bắc Minh tập trung cao độ, cầm chắc kiếm càn khôn chấn ngục chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. 15 mét. 10 mét. Ngay khi chỉ còn cách Diệp Bắc Minh 10 mét, lão Diệp dừng bước. Lão ta linh cảm nguy hiểm đang ập tới, lẽ nào thằng nhóc đó còn có sức giết mình ư? Bỗng nhiên, giọng nói đầy phẫn nộ của Hàn Lương truyền tới, lão Diệp, ông còn đang do dự cái gì đó. Lên đi. Lên cho tôi mau, chặt đầu thằng chó ấy cho tôi mau, tôi phải giẫm nát cái đầu đó. Lão Diệp nhíu mày, cậu chủ, tôi. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Hàn Lương xả một tràng mắng chửi, ông cái gì ông hả? Ông còn đang do dự cái gì? Tôi ra lệnh cho ông bây giờ chặt đầu của cậu ta dâng lại cho tôi. Vâng ạ, thưa cậu chủ. Lão Diệp bất đắc dĩ. Lòng thầm nghĩ, mở ra long tích lại còn có được 4 con rồng, đó đã là giới hạn của cậu ta rồi. Thế rồi lão ta bước lên. Khoảng cách giữa lão ta với Diệp Bắc Minh. 9 mét. Diệp Bắc Minh nhìn về phía Hàn Lương rồi bảo, cảm ơn sự giúp đỡ của mày. Bỗng nhiên. Anh hét to, tháp càn khôn chấn ngục, giết lão ta cho tôi ngay. Trong cơ thể Diệp Bắc Minh chợt ngưng tụ một luồng sức mạnh đầy tính hủy diệt. Mí mắt lão Diệp hơi giật, linh cảm nguy hiểm đang ập tới chỗ mình. Đồng tử lão ta co lại, không ổn. Rồi lão ta xoay người bỏ chạy. Tiếc rằng. Giờ chạy đã quá muộn rồi. Gầm gừ. Một con huyết long lao ra khỏi cơ thể Diệp Bắc Minh rồi nện xuống lưng lão Diệp. Lão ta kêu thảm thiết, á. Cơ thể già nua bị huyết long xé làm đôi, máu thịt của lão ta bay đầy trời. Ôi mẹ ơi! Hàng trăm nghìn người thẳng thốt, đứng không vững. Da đầu mọi người run lên, sợ tới mức tim sắp nhảy ra ngoài. Lão già cảnh giới giới vương kia chết rồi ư? Không thể nào! Diệp Bắc Minh làm cách nào thế? Huyết long, là con huyết long kia. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Mọi người xôn xao bàn luận nhưng trong giọng nói của bọn họ vẫn xen lẫn chút run rẩy. Xoạt, xoạt, xoạt. Vô số ánh mắt kinh hãi tập trung vào người Diệp Bắc Minh. Không thể nào, cậu ta làm cách gì chứ? Lạc Chính Hùng trừng to mắt như sắp rớt ra ngoài. Cơ thể vợ ông ta hơn run, mặt mày trắng bệch. Cho dù họ vô cùng kỳ vọng vào Diệp Bắc Minh thì cũng không ngờ rằng Diệp Bắc Minh có thể giết cảnh giới giới vương. Tiểu sư đệ. Lạc Khuynh Thành nắm chặt nắm đấm. Lục Tuyết Kỳ nhìn sang, dán chặt mắt vào Diệp Bắc Minh, ánh mắt tràn đầy niềm hân hoan vui sướng. Lão Diệp, ông đang làm cái quái gì thế? Giọng Hàn Lương hơi run, gã không tin lão Diệp đã chết rồi. Không thể nào. Chuyện này không thể xảy ra. Gã gào lên, lão Diệp, ông đi ra cho tôi mau. Đi ra đi, mẹ kiếp, ông cút ra đây cho tôi. Giết thằng khốn đó, mau cút ra đây cho tôi. Mặc cho giọng nói của Hàn Lương vang vọng khắp quảng trường Vân Tiêu Tông. Vẫn không ai đáp lại gã. Giọng nói hờ hững của Diệp Bắc Minh truyền tới, mày muốn tìm lão ta à? Để tao tiễn mày đi gặp lão ta nhé. Rồi anh bước tới.
thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Hàn Lương. Kiếm chấn ngục kề ngay yết hầu của gã. Luồng khí tức tử vong ập tới, Hàn Lương cực kỳ hoảng sợ, mày dám giết. Nhưng mà, khi gã đối diện với Diệp Bắc Minh oai phong, lời uy hiếp không thể nào thốt ra khỏi miệng gã được, thế là gã bèn sửa miệng, cậu Diệp, mong cậu đừng. Diệp Bắc Minh không lằng nhằng mà thi triển luôn thuật siêu hồn. Á, đừng mà. Hàn Lương chỉ cảm thấy đầu mình đau như sắp nứt ra, đôi mắt sen lẫn đầy tơ máu. Gã lăn lộn điên cuồng trên mặt đất. Cậu Diệp, cầu xin cậu, mạnh bạo siêu hồn sẽ khiến đầu tôi nổ tung mất. Diệp Bắc Minh hơi kinh ngạc. Thuật siêu hồn của anh lại không thể chui vào đầu Hàn Lương được sao? Nếu mạnh mẽ siêu hồn thì chẳng sẽ chiếm được cái gì hết. Còn Hàn Lương cũng sẽ lăn đùng ra chết. Tháp nhỏ, có chuyện gì thế? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, đây là một thủ đoạn rất đặc biệt. Một vài thế lực người tu võ hùng mạnh dùng để đảm bảo bí mật của chúng không bị tiết lộ ra ngoài. Bọn chúng sẽ hạ một loại cấm chết trong thần hồn của mỗi người, một khi bị siêu hồn thì sẽ chết ngay. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói, tao hỏi mày vài vấn đề. Hàn Lương gật đầu như một con chó hèn mọn, cậu Diệp, mời cậu nói ạ. Diệp Bắc Minh hỏi vấn đề đầu tiên, thứ nhất là các người tới từ thánh vực hả? Vâng ạ. Hàn Lương gật đầu lia lịa. Vừa nghe hai chữ thánh vực, mắt hơn 10.000 người tu võ đỏ bừng. Hệ thống võ đạo của thánh vực càng hoàn thiện hơn thế giới cao võ nhiều, đó là nơi mà tất cả người tu võ nằm mơ cũng muốn tới. Người thanh niên này đến từ thánh vực sao? Diệp Bắc Minh bình tĩnh hỏi tiếp, vấn đề thứ hai, người của thánh vực đến thế giới cao võ làm gì? Cơ thể Hàn Lương run lên. Không nói à? Diệp Bắc Minh chẳng có hứng uy hiếp gã, anh vung kiếm thẳng tay chém xuống. Phụt! Một cái đùi của Hàn Lương biết mất, gã đau đớn rên la, tôi nói. Tôi nói! Chúng tôi tới đây để săn rồng. Lạc Chính Hùng và vợ liếc mắt nhìn nhau. Người phụ nữ trung niên lắc đầu. Săn rồng, nghĩa là sao? Diệp Bắc Minh nhướng mày. Hàn Lương ấp úng. Ngay sau đó, kiếm chấn ngục chém xuống. Một cái đùi khác của Hàn Lương bị dập nát, gã đau đến ngất xỉu. Hàn Lương hoảng sợ kêu to, săn rồng chính là đến những thế giới thấp hơn cướp long mạch à? Mày nói gì? Giọng điệu của Diệp Bắc Minh lạnh xuống, một luồng khí tức hệt như thần chết ập tới. Ba chữ cướp long mạch đã khiến anh liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Anh linh cảm rằng thế giới chân võ bị diệt vong có lẽ liên quan gì đó tới việc săn rồng. Sắc mặt Hàn Lương trắng bệch, đây là bí mật công khai của thánh vực. Một khi người tu võ ở thánh vực mở ra long tích thì sẽ gắn long mạch vào trong cơ thể, nhờ đó thực lực của người tu võ sẽ tăng vọt. Thế nhưng số lượng long mạch lại có hạn. Một ngọn lửa tức giận hừng hực dâng lên trong lòng Diệp Bắc Minh, vậy nên, các người đến thế giới cao võ cướp bóc hà. Hàn Lương nuốt nước miếng đáp, đúng vậy, nhưng bình thường chúng ta sẽ không hành động quá đáng. Sát ý trong mắt Diệp Bắc Minh bùng lên, triệu năm về trước, long mạch của thế giới chân võ bị cướp có liên quan tới các người hay không? Hàn Lương sửng sốt, ngẩng đầu mắt đối mắt với Diệp Bắc Minh. Cơ thể gã run rẩy, vội vàng cúi đầu xuống, cách một triệu năm, thánh vực sẽ tiến hành một lần săn rồng với quy mô cực kỳ lớn. Bình thường sẽ có hạn chế này nọ. Nhưng định kỳ triệu năm một lần săn rồng sẽ không có hạn chế nào hết. Chúng tôi sẽ đến những trang trại heo, á nhầm, thế giới thấp hơn săn rồng. Từ từ. Diệp Bắc Minh quát to, mày nói trang trại heo là có nghĩa gì hả? Cậu Diệp, tôi. Hàn Lương cảm nhận được luồng sát khí khủng khiếp trên người Diệp Bắc Minh. Nói. Người trẻ tuổi trong thánh vực cho rằng những thế giới cấp thấp như thế giới cao võ của các người chính là trang trại heo cung cấp thịt cho chúng tôi. Cả người Hàn Lương run rẩy, ở trong mắt chúng tôi, những người tu võ như các cậu chính là heo. Tất cả mọi người xôn xao. Trong tai hơn 10.000 người tu võ ở đây, những lời nói ấy như đạn hạt nhân đang nổ tung vậy. Trang trại heo ư? Tôi có nghe nhầm không thế? Mẹ kiếp! Thế giới cao võ chúng ta. Con mẹ nó, thằng rác rưởi kia, mày nói gì đó?
Tất cả mọi người đều là dân tu võ, nào có ai không ngông cuồng chứ? Vậy mà giờ đây bọn họ bị người khác coi là heo. Đến cả sắc mặt một vài lão già cao tuổi bình tĩnh đều trở nên cực kỳ xấu, trong mắt bùng lên cơn giận dữ. Một vài người tu võ tính tình táo bạo vén tay áo lên, nếu bọn họ không e dè Diệp Bắc Minh, thì đã sớm chạy tới làm thịt Hàn Lương rồi. Hàn Lương sợ phát khóc, đây đâu phải là tôi nói chứ. Diệp Bắc Minh áp chế cơn tức giận trong lòng mình nói, thế giới chân võ bị diệt vong, trăm long mạch bị cướp mất 99 con cũng là do các người làm sao. Con người Hàn Lương co rút, vẻ mặt gã đầy hoảng sợ. Diệp Bắc Minh từ từ bước tới, vì sao lão Diệp lại gọi tao là con cháu của nhà họ Diệp hả? Hay giữa hai bọn tao có liên hệ gì hả? Anh hét to, trả lời tao ngay. Hàn Lương sợ hãi quỳ rạp xuống đất, dập đầu điên cuồng, cậu Diệp, tôi cam đoan chuyện ở thế giới chân võ không liên quan gì tới nhà họ Hàn chúng tôi. Cậu đừng hỏi nữa, nếu tôi khai hết thì không khác gì giết tôi cả. Diệp Bắc Minh mỉm cười, lẽ nào mày không biết rằng có đôi khi sống còn đau khổ hơn chết à? Chấm chấm chấm. Chấm chấm chấm. Diệp Bắc Minh vung tay một cái. 13 căn kim châm đồng loạt đâm vào trong cơ thể Hàn Lương. Quỷ môn thập tam châm. Ngân châm cứu người, kim châm đoạt mệnh. Á! Hàn Lương phát ra tiếng kêu như giết heo, điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Trước mắt gã là một màu đỏ như máu, xuất hiện ảo giác. Vô số lệ quỷ đánh úp về phía gã. Đều là những người gã đã từng giết. Cắn nuốt máu thịt của gã. Tha mạng, đừng mà, cầu xin các người. Hàn Lương bị dọa phát điên, cầu xin tha thứ, cậu Diệp, tôi nói tất cả cho cậu. Một giây sau, gã phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một đám xương máu giữa không trung. Một bóng người đỏ ngầu ngưng tụ thành hình, người nào mà to gan như vậy, dám siêu hồn người nhà họ Hàn. Thời điểm nhìn thấy bóng người màu đỏ này, Hàn Lương như thể nắm được rơm dạ cứu mạng, ông nội. Mau cứu cháu. Thằng chó đẻ này muốn giết cháu, cậu ta là đời con cháu của Diệp Phá Thiên. Diệp Phá Thiên. Đôi mắt của bóng người kia đọng lại, rơi xuống người Diệp Bắc Minh. Không hề do dự, ánh sáng đỏ lóe lên, nghiền ép về phía Diệp Bắc Minh. Một kích này có thể so sánh với một đòn toàn lực của cảnh giới giới vương sơ kỳ. Chân nguyên của Diệp Bắc Minh còn chưa khôi phục, con người anh khẽ co rụt lại. Nhanh chóng lùi ra xa. Trong nháy mắt, quảng trường Vân Tiêu Tông nổ tung, toàn bộ gạch lát hóa thành bột phấn. Người tu võ xung quanh đều bị đánh bay ra ngoài, người dưới cảnh giới thần vương bị nổ tung cả cơ thể, ào ào hóa thành từng đám xương máu. Phụt! Diệp Bắc Minh rơi tại nơi xa, phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt anh trở nên vô cùng trắng bệch. Lục Tuyết Kỳ la to, tiểu sư đệ. Lạc Khuynh Thành nôn nóng, giẫm một chân xuống, lao về phía Diệp Bắc Minh. Lạc Chính Hùng trực tiếp ngăn cản cô ấy lại, đừng nên nhúng tay. Đôi mắt Lạc Khuynh Thành đỏ bừng, ông cho rằng tôi là ông sao? Hay giống như năm đó ông nhét tôi vào trong chiến trường Thái Cổ? Ông có thể làm ra hành động vứt bỏ người thân, nhưng tôi không làm được. Tiểu sư đệ chính là tất cả của tôi. Lạc Chính Hùng ngây người. Khuôn mặt hiện lên vẻ lúng túng, Khuynh Thành, bố. Buông tay. Lạc Khuynh Thành nổi giận gầm lên, tránh thoát Lạc Chính Hùng, tiến về phía Diệp Bắc Minh. Thằng nhóc kia, lão phu muốn giết cậu, cậu chạy trốn được sao? Bóng dáng màu đỏ khóa chặt Diệp Bắc Minh, mau chóng đánh úp lại. Cuốn lên cơn gió lốc kinh khủng màu đỏ, bay vụt qua giữa đám người. Á! Mau tránh ra! Vô số người thu võ kêu lên đau đớn, như vừa bị ném vào trong cối xay thịt. Máu thịt và xương sẩu bay tứ tung, từng đám xương máu nổ tung. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhanh chóng mở miệng, nhóc, giết Hàn Lương, bóng dáng đỏ này ngưng tụ ra từ máu tươi của gã. Một khi gã chết đi, bóng người sẽ lập tức tán loạn. Diệp Bắc Minh muốn vận dụng ảnh thuấn, chợt nhận ra chân nguyên không đủ. Đáng chết! Cùng lúc đó, bóng dáng màu đỏ đã xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh, nó cười đầy dữ tợn, thằng con hoang,
có thể làm lão phu tự mình tiễn lên đường chết, đời này của cậu sống đáng giá. Lão ta duỗi tay, nghiền áp một chưởng xuống. Diệp Bắc Minh hoàn toàn không thể tránh né. Tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, một làn gió thơm chợt ập tới. Chắn trước người Diệp Bắc Minh, tiếng răng rắc lớn vang lên. Một thân thể mềm mại yếu ớt rơi vào trong lòng anh, lực mạnh đến mức đánh bay cả hai người ra ngoài, hung hăng nện xuống đất. Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn, Lạc Khuynh Thành đã giúp anh chắn một kích chí mạng này. Có thể sánh được với một chiêu toàn lực của giới vương. Giờ phút này, gân mạch toàn thân Lạc Khuynh Thành đứt đoạn, thân thể gần như sụp đổ. Ngất đi ngay tại chỗ. Đại sư tỷ, Diệp Bắc Minh kêu lên bi thảm, đôi mắt như muốn nổ tung, vì sao chứ? Sự phẫn nộ cực hạn khiến máu trong người Diệp Bắc Minh sôi trào, mi tâm anh chợt xuất hiện một con mắt nhỏ dựng thẳng, trên mặt hiện lên từng mảng ma văn ghê người. Sau lưng anh, ma khí ngập trời như ngọn lửa đang thiêu đốt. Ma tộc, cậu ta là người của ma tộc. Những người tu võ khác thấy cảnh tượng này thì đồng loạt biến sắc. Giống. Long tích sáng lên, bốn con huyết long hiện ra, gào thét trên không trung. Trái tim Diệp Bắc Minh run rẩy, đôi mắt thì rỉ máu, đáng chết. Mày đáng chết. Anh duỗi tay túm lấy bóng người màu đỏ. Thần ma cửu biến, cắn nuốt. Ma khí màu đen ngưng tụ thành một con rồng đen, nó mở to mồm máu đánh về phía bóng đỏ. Thiên ma tộc, cậu. Đôi mắt bóng người đỏ như máu hiện lên vẻ kinh hoàng, trong nháy mắt đã bị rồng đen cắn nuốt. Rồng đen cắn nuốt bóng đỏ xong lại há miệng nuốt luôn Hàn Lương. Khuynh Thành, Lạc Chính Hùng và vợ xông đến, cửu chuyển bất diệt đan đâu. Mau giao ra đây, Lục Tuyết Kỳ ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt không cầm được mà tuôn rơi, đại sư tỷ, hu hu hu. Người phụ nữ trung niên lệ rơi đầy mặt, viên trong tay Khuynh Thành là viên cuối cùng, đã cho sư muội của cô ấy dùng rồi. Lạc Chính Hùng ngửa mặt lên trời gào thét, vì sao chứ? Tại sao lại đối xử với con gái của tôi như vậy? Đi, mang Khuynh Thành về thánh tộc, nhất định có biện pháp, chúng ta nhất định sẽ có biện pháp. Người phụ nữ trung niên giữ chặt Lạc Chính Hùng, gia chủ, e rằng Khuynh Thành không kiên trì được đến. Tháp Càn Khôn trấn ngục, cứu người, mau mau cứu người đi. Trong lòng Diệp Bắc Minh gào thét, ôm chặt lấy Lạc Khuynh Thành, không tiếc bất cứ giá nào. Tôi mặc kệ ông dùng cách gì. Chỉ cần cứu được chị ấy đều được hết. Giọng nói của Tháp Càn Khôn trấn ngục nghiêm nghị, nhóc, bản tháp thực sự đáng tiếc, tình huống của cô ấy cậu cũng thấy rồi. Cô ấy không chỉ bị đứt gãy gân mạch, mà xương cốt toàn thân đều tan vỡ. Nội tạng của cô ấy đã bị nổ nát, gần như từng tấc máu thịt đều bị bể tung tóe. Hiện tại mà tùy tiện động vào, thân thể cô ấy lập tức có thể sụp đổ. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, chẳng lẽ không hề có biện pháp nào? Lần đầu tiên anh có cảm giác tuyệt vọng đến như vậy. Bỗng nhiên, một giọng nói cực kỳ lạnh lẽo vang lên, tôi có cách cứu cô ấy. Ai đang nói chuyện đấy? Cổ họng Diệp Bắc Minh khàn đặc. Một giây sau, không khí chấn động, một cô gái mặc bộ áo da màu đen bó sát. Có gương mặt thiên sứ cùng dáng người ma quỷ xuất hiện. Cô ta có cặp ma đồng đen nhánh, lúc mỉm cười còn để lộ ra đôi răng nanh nhỏ, Diệp Bắc Minh, tôi giúp anh cứu cô ấy, anh đồng ý với tôi một việc. Diệp Bắc Minh nhìn chòng chọc vào cô gái mặc áo đen, cô là người của ma tộc. Ma tộc! Mọi người giật nảy mình. Lạc Chính Hùng và vợ ngưng trọng nhìn chằm chằm vào cô gái kia. Cô nàng áo đen nở nụ cười xinh đẹp, chuyện này chẳng phải rất rõ ràng sao? Tôi không hề che giấu thân phận của mình. Cô ta quét mắt nhìn Lạc Khuynh Thành, cười đầy thâm ý, mau đồng ý tôi đi, nếu không thì đại sư tỷ của anh sẽ phải chết đó. Được. Diệp Bắc Minh không do dự gật đầu. Cô gái mặc đồ đen sững sờ, anh cứ thế mà đồng ý. Bất kể tôi đưa ra điều kiện gì, dù bảo anh tự sát cũng được. Cô cho rằng tôi đang đùa giỡn với cô sao, Diệp Bắc Minh nổi giận. Cô ta cười cười, ha ha ha, tốt lắm, tôi sẽ không bảo anh tự sát. Hô hấp của Diệp Bắc Minh trở nên dồn dập, mau nói, cứu sư tỷ tôi như thế nào?
Cô gái áo đen thản nhiên nói, truyền máu của anh vào trong cơ thể cô ấy. Lúc trước bố anh đã cứu mẹ anh như vậy. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, tháp nhỏ, có thể làm được không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khẽ suy tư, có lẽ có thể thực hiện. Nhưng, Diệp Bắc Minh lắc đầu, không nhưng gì hết. Anh trực tiếp cắt cổ tay, máu tươi rót vào trong cơ thể Lạc Khuynh Thành. Chấm chấm chấm. Chấm chấm chấm. Trong chớp mắt, một làn ma khí màu đen bao phủ lấy Lạc Khuynh Thành. Máu thịt trên người cô ấy cũng nhanh chóng khôi phục, nhưng hơi thở vẫn không yên ổn. Cô gái mặc áo đen thấy thế, tiện tay ném qua một viên đan dược, để cô ấy ăn. Đây là cái gì? Diệp Bắc Minh nắm chặt đan dược xem xét, chỉ thấy những đan văn phức tạp. Nắm trong tay, một sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đang chấn động. Chấm chấm chấm. Diệp Bắc Minh chần chờ. Cô ta tức giận dậm chân, Diệp Bắc Minh, anh còn do dự cái gì? Đang hoài nghi tôi hả? Nếu tôi muốn làm hại đại sư tỷ của anh, còn cần phải lãng phí thời gian như vậy sao? Diệp Bắc Minh suy tư. Anh đút đan dược cho đại sư tỷ ăn. Quả nhiên. Hơi thở của Lạc Khuynh Thành ổn định lại. Mặc dù chưa tỉnh lại, nhưng đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Đôi mắt Lạc Chính Hùng đọng lại, nhìn kỹ cô gái mặc đồ đen, cảm ơn cô nương, không biết tên tuổi cô nương. Cô ta trực tiếp xem nhẹ Lạc Chính Hùng, nhìn về phía Diệp Bắc Minh, được rồi, người đã cứu xong. Chuyện anh đồng ý với tôi, nhớ phải làm được. Cảm ơn, cô muốn tôi làm gì? Diệp Bắc Minh nhìn cô gái kia, khẽ gật đầu. Tôi muốn anh quên tất cả hồng nhan chi kỷ, trong vòng một năm tới đến ma giới cưới tôi. Cô gái áo đen quay người, biến mất. Phụt. Diệp Bắc Minh suýt chút nữa phun ra một búng máu cái. Cái gì? Cho dù anh ta không phải, tôi cũng nhận định anh ta rồi. Chờ chút đã, rốt cuộc cô là ai? Cô ta không trả lời mà biến mất luôn. Một giây sau, cô ta xuất hiện trước người một lão già ma tộc cao hơn 3 mét. Lão già ma tộc khẽ khom người, điện hạ, ngài xác định là anh ta sao? Việc này, không khỏi cũng quá trò đùa. Cô gái mặc áo đen kiêu ngạo cười, con gái ma tộc ta dám yêu dám hận, thích sẽ trực tiếp nói ra. Tôi rất thích anh ta, tôi tin tưởng chính là người này. Lão già ma tộc co giật khóe miệng, với tính tình của kẻ này, e là sẽ không theo đâu. Khuôn mặt cô gái áo đen gian xảo, nếu anh ta không theo, tôi sẽ xuất lĩnh đội quân triệu người của ma tộc, mạnh bạo cưỡng hôn. Chấm chấm chấm. Sau khi cô gái mặc đồ đen rời đi, Lạc Chính Hùng nhướng mày, vẻ mặt khó chịu nhìn Diệp Bắc Minh. Sao thằng này chọc lắm nợ tình thế? Ông ta lạnh như băng lên tiếng, có ai không, dẫn thánh nữ về. Rõ. Bốn tỷ nữ tiến lên. Diệp Bắc Minh ngăn lại bọn họ. Người phụ nữ trung niên mỉm cười, cậu yên tâm, Khuynh Thành là con gái ruột của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không thương tổn đến cô ấy. Hiện tại cô ấy cần nghỉ ngơi, đi theo anh không quá thích hợp. Nếu anh muốn gặp cô ấy, tùy thời có thể đến thánh tộc. Diệp Bắc Minh nhìn thoáng qua đại sư tỷ, nhẹ gật đầu. Anh quay người, đi đến trước mặt Lục Tuyết Kỳ, bát sư tỷ, chị còn ổn không? Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, chị không sao. Bát sư tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Bắc Minh trực tiếp hỏi, tại sao chị và thập sư tỷ lại ở Vân Tiêu Tông? Lục Tuyết Kỳ yên lặng. Thấy một màn này, giọng nói của Diệp Bắc Minh trầm xuống, là bởi vì long mạch đi. Lục Tuyết Kỳ ngẩng đầu, tiểu sư đệ. Diệp Bắc Minh lắc đầu, long mạch của hoa tộc ta ở bên trong Vân Tiêu Tông. Lục Tuyết Kỳ cắn cắn môi đỏ, gật đầu. Ha ha! Hai mắt Diệp Bắc Minh đen lại. Nhìn phía sâu trong Vân Tiêu Tông, long mạch thuộc về hoa tộc nên lấy về lại. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục chợt xuất hiện trong tay anh không hề báo trước, anh chém một kiếm về phía đại điện của Vân Tiêu Tông. Giống. Tiếng rồng ngâm vang vọng. Kiếm khí màu đen như sao băng bùng nổ, khí thế bàng bạc, hung hăng đánh xuống chủ điện Vân Tiêu Tông. Bù. Trong chớp mắt, xung quanh chủ điện Vân Tiêu Tông nở rộ phù văn đầy trời. Hình thành một trận pháp phòng ngự cực lớn. Muốn ngăn trở một kích này,
Tiếng loảng xoảng rung chuyển đất trời vang lên, trận pháp phòng ngự ầm ầm sụp đổ. Chủ điện Vân Tiêu Tông chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống mảnh vụn. Đám người Lạc Chính Hùng còn chưa đi, thấy hành động này của Diệp Bắc Minh, bọn họ đồng loạt há to miệng, thằng nhóc kia, cậu làm gì vậy? Này! Chẳng phải chân nguyên của cậu ta khô kiệt rồi sao? Sao khôi phục nhanh thế được? Những người tu võ khác ngây ra như phỗng. Diệp Bắc Minh có long mạch trong người, nên có chân nguyên vô cùng vô tận. Chỉ là sẽ cạn kiệt trong khoảng thời gian ngắn nhất định. Hiện tại anh đã hoàn toàn khôi phục. Kiếm càn khôn chấn ngục chỉ vào chỗ sâu trong Vân Tiêu Tông, mấy lão chó già các người xem đủ chưa? Cút ra đây hết cho ông mau. Anh quát to một tiếng. Mấy lão già xuất hiện, sắc mặt vô cùng khó coi, Diệp Bắc Minh, cậu đã giết Vương Trùng Hư rồi. Chúng tôi mắt nhắm mắt mở cho cậu, coi như không nhìn thấy. Việc này đến đây là kết thúc, cậu còn muốn làm gì? Sắc mặt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, tôi cho Vân Tiêu Tông các ông một cơ hội cuối cùng, giao ra long mạch đã cướp đoạt từ đại lục chân võ. Tất cả người cầm quyền của Vân Tiêu Tông tự sát, giải tán Vân Tiêu Tông. Từ nay về sau, xóa bỏ mọi ân oán. Anh chợt quát, bằng không thì hôm nay tôi sẽ hủy diệt Vân Tiêu Tông. Dứt lời, mọi người hoàn toàn xô trào. Mí mắt Lạc Chính Hùng giật kinh hoàng, thằng này. Dù là ông ta cũng không dám tùy tiện bảo sẽ hủy diệt Vân Tiêu Tông. Mọi người trong Vân Tiêu Tông nổi giận. Ai ai cũng trợn đôi mắt tràn ngập tơ máu nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Giao long mạch ra. Người cầm quyền tự sát. Giải tán Vân Tiêu Tông. Đù. Bất luận là điều nào cũng không thể tiếp thu được. Lão già mặc áo đen nắm chặt tay lại. Một hạt châu trong tay bộc phát ra ánh sáng xanh chói mắt. Lưu Chính Võ. Thái thượng trưởng lão Vân Tiêu Tông, cảnh giới vực chủ sơ kỳ. Đôi mắt già nua của lão ta ứa máu, hiện ra vẻ khát máu, thằng kia, những lời này của mày cũng gọi là cơ hội sao? Mày giết vào Vân Tiêu Tông, chúng tao nhịn. Mày giết thái thượng trưởng lão Vương Trùng Hư, chúng tao cũng nhịn. Nhưng mày muốn người cầm quyền của Vân Tiêu Tông chúng tao tự sát, rồi giải tán tông môn. Quả thực không thể nhịn được nữa. Một lão giả cụt một tay nói bằng giọng lạnh lẽo, nói lời vô ích với cậu ta làm gì. Không thể nhịn thì đừng nhịn nữa. Lục Huyền Dương, thái thượng trưởng lão của Vân Tiêu Tông, cảnh giới vực chủ sơ kỳ. Cẩn thận thanh kiếm càn khôn chấn ngục kia, lực sát thương của kiếm này quá khủng bố, có thể giết được giới chủ. Đừng cứng đối cứng với cậu ta. Trực tiếp khởi động trận pháp bảo vệ tông môn, luyện cậu ta thành một đống máu loáng. Ba lão già còn lại gật đầu, đều tự lấy ra một hạt châu. Cộng thêm hạt châu trong tay Lưu Chính Võ và Lục Huyền Dương, tổng cộng có 5 viên. Chấm chấm. 5 màu sắc khác nhau, kim mộc thủy hỏa thổ. 5 người đồng thời rót chân nguyên vào trong hạt châu. Toàn bộ Vân Tiêu Tông chấn động như vừa gặp phải động đất. Trên quảng trường, dòng khí kinh khủng cuồn cuộn. Như thể núi lửa sắp phun trào. Nhiệt độ tăng lên mức khủng bố, mấy trăm ngàn người tu võ miệng khô lưỡi khô, hơi thở chết chóc ập tới. Có vấn đề, đi mau. Có người nhận ra điều không thích hợp, bọn họ nhanh chóng chạy về phía rìa ngoài quảng trường. Nhưng vừa mới bước ra khỏi biên giới quảng trường. Phụt. Phụt, phụt, phụt. Từng đám xương máu nổ tung. Bất luận là thánh cảnh hay là cảnh giới vực vương đều hóa thành xương máu hết. Hít hà. Mọi người đồng loạt nín thở. Mấy trăm ngàn người tu võ trên quảng trường cùng bị bao phủ bên trong trận pháp. Một giây sau. Ầm ầm. Dòng khí nóng cháy màu đỏ tươi càn quét. Chỉ cần bị dòng khí này đụng nào, bất kể cảnh giới gì thì thân thể cũng nổ tung ngay lập tức. Hóa thành xương máu hòa vào trong trận pháp. Mọi người lập tức luống cuống, soạt 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 lui lại. Xong rồi, tất cả chúng ta đã bị vây trong trận pháp. Tiền bối, chúng tôi là người của Thiên Vũ Tông. Tôi là con cháu của 8 gia tộc thần huyết lớn, tiền bối, chúng ta là đồng minh. Lão tổ, chúng ta là đệ tử Vân Tiêu Tông. Lão tổ, đừng mà. Tiếng cầu xin tha thứ không ngừng vang lên.
Lạc Chính Hùng thét to, Lưu Chính Võ, các người điên rồi đúng không? Tôi là gia chủ thánh tộc Lạc Chính Hùng, ngay cả người của thánh tộc các ông cũng dám giết hả? Lưu Chính Võ nhe răng cười, lá gan của ông cũng to lắm, dám giả mạo gia chủ thánh tộc. Lạc Chính Hùng biến sắc, ông nói cái gì? Lưu Chính Võ mặc kệ ông ta, nhìn xuống mấy trăm ngàn người bên trong trận pháp, chư vị, kỳ thực chúng tôi cũng không muốn làm như vậy, nhưng kẻ này quá tàn nhẫn. Lão ta chỉ vào Diệp Bắc Minh. Chư vị, không bằng như này đi. Chỉ cần mọi người giết chết Diệp Bắc Minh, lão phu lập tức đóng cửa trận pháp. Bằng không thì, đành phải để mọi người bị luyện hóa cùng với Diệp Bắc Minh. Trở thành tế phẩm của trận pháp bảo vệ tông môn. Chấm chấm chấm. Chấm chấm chấm. Vừa dứt lời này, mấy trăm ngàn người đã bị trận pháp bao phủ lập tức đỏ mắt. Tạch, tạch, tạch. Mấy trăm ngàn ánh mắt hung ác tàn nhẫn nhìn chòng chọc vào Diệp Bắc Minh. Chỉ có cách giết kẻ này, chúng ta mới có thể sống sót. Tên này có thể chém chết giới chủ, chúng ta có phải đối thủ của anh ta không? Chúng ta có mấy trăm ngàn người cơ mà, dù là mấy trăm ngàn con lợn cũng có thể dẫm chết anh ta. Xoẹt. Mấy chục bóng người đồng thời ra tay. Đủ loại công kích ầm ầm rơi xuống, chỉ muốn Diệp Bắc Minh chết ngay tức khắc. Diệp Bắc Minh cười lạnh đáp, chỉ bằng đám rẻ rách các người cũng muốn giết tôi. Ma diễm sau lưng anh ngập trời, hai tay bỗng nắm chặt lại. Một bàn tay nhuốm máu dần ngưng tụ, mạnh mẽ đè ép xuống. Phụt. Xương máu nổ tung, mười mấy tên tu võ vừa ra tay đồng loạt nổ chết. Một giây sau, những đám xương máu kia lại chủ động bay về phía Diệp Bắc Minh. Trong nháy mắt chui vào trong cơ thể anh. Thiên ma cửu biến, cắn nuốt. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, tháp nhỏ, tôi cảm thấy sức mạnh của mình có chút tăng lên. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, phí lời, cậu cắn nuốt người khác, đương nhiên sẽ tăng lên thực lực của mình. Sao ông không nói cho tôi sớm hơn? Diệp Bắc Minh vô cùng vui mừng. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hơi do dự, chậm rãi mở miệng, nhóc, giết người rồi cắn nuốt là có thể tăng lên thực lực. Bản tháp sợ cậu mê muội. Diệp Bắc Minh cười to, ha ha ha, tôi vốn có huyết mạch ma tộc. Hơn nữa, những người này là kẻ thù của tôi, bọn họ tạo thành liên minh giết Diệp. Chẳng phải là muốn giết tôi sao? Tôi giết bọn họ không hề có bất kỳ gánh nặng gì. Một giây sau, Diệp Bắc Minh ôm lấy vòng eo thon của Lục Tuyết Kỳ, xuất hiện bên người Lạc Chính Hùng, làm phiền ông chăm sóc bát sư tỷ của tôi một lúc. Lông mày Lạc Chính Hùng xoắn lại, Diệp Bắc Minh, cậu muốn làm gì? Lục Tuyết Kỳ bắt lấy cánh tay Diệp Bắc Minh, tiểu sư đệ, đừng xúc động, bọn họ có quá nhiều người. Sắc mặt Lạc phu nhân nghiêm túc, Diệp Bắc Minh, có thánh tộc chúng tôi ở đây. Dù ở đây có đến mấy trăm ngàn người, bọn họ vẫn không dám giết cậu đừng xúc động. Diệp Bắc Minh cười một tiếng, Lạc phu nhân, bà nhầm rồi. Không phải mấy trăm ngàn người này giết tôi, mà là một mình tôi giết hết bọn họ. Cậu nói gì cơ? Lạc phu nhân nghẹn họng hoàn toàn ngây dại. Diệp Bắc Minh không giải thích thêm, quay người, gào giống, tiếng rồng ngâm vang lên, anh bước vào trong đám người. Diệp Bắc Minh phong tỏa người của tám gia tộc thần huyết lớn, chính các người đã chém gãy núi Côn Luân, khiến hoa tộc suýt chút nữa bị đứt đoạn truyền thừa. Nổ cho tôi. Năm ngón tay anh nắm chặt đám người của tám gia tộc thần huyết lớn. Bóng mờ của bốn con rồng huyết long, long hồn, tổ long, long mạch hiện lên. Sôi nổi lao vào trong đám người. Phụt. Từng đám xương máu nổ tung, người của tám gia tộc thần huyết lớn không hề có cơ hội cầu xin tha thứ. Thiên Vũ Tông. Quỷ Sát Môn. Các người còn nhớ chuyện ở Long Đảo không? Tộc rồng đen gần như bị các người giết sạch, bản thân sư phụ tôi cũng bị thương nặng, không thể không phong ấn Long Đảo. Tất cả đều đi chết đi cho tôi. Nổ. Diệp Bắc Minh như một cỗ máy giết chóc. Từng đám xương máu lần lượt nổ tung. Mới chỉ một phút, mấy chục ngàn người chết dưới chân Diệp Bắc Minh. Cộc 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 cộc. Giờ phút này. Diệp Bắc Minh cầm kiếm Càn Khôn Trấn Ngục trong tay, dẫm lên thây sơn biển máu đi tới.
máu tươi tí tách nhỏ từ kiếm càn khôn chấn ngục xuống. Như một vị tử thần giáng lâm. Đừng! Anh Diệp, tôi biết sai rồi. Cầu xin cậu, đừng giết. Rất nhiều người bị dọa đến trắng bệch cả mặt, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Ngay cả cảnh giới vực vương cũng quỳ. Trước mặt tử thần, ai dám không phục. Thằng chó đẻ, cho chúng tao một cơ hội, chúng tao nhất định phải diệt Hoa tộc. Nhà họ Diệp, Diệp Bắc Minh, mày chờ đấy cho ông. Nếu như hôm nay tao mà sống sót, nhất định sẽ hủy diệt nhà họ Diệp. Mấy lão già cảnh giới vực vương quỳ trên mặt đất, trong lòng khuất nhục suy nghĩ. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chỉ hy vọng tôn sát thần này có thể tha cho bọn họ một mạng. Diệp Bắc Minh liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy nghĩ của những người này, các người không phải biết sai rồi, mà là sợ. Nếu như lại cho các người một cơ hội, các người nghĩ nhất định phải nhổ cỏ nhổ tận gốc đúng không? Ai ra tay trước thì có lợi. Sát ý ngưng tụ. Kiếm càn khôn chấn ngục rơi xuống. Đám lão già cảnh giới vực vương biến sắc mặt, tức giận quát lớn, nhìn thấy gì chưa? Thằng chó đẻ này hoàn toàn không cho chúng ta cơ hội sống sót. Tao liều mạng với mày. Giết! Hơn 10 lão già cảnh giới vực vương sơ kỳ bỗng nhiên bùng nổ, phóng về phía Diệp Bắc Minh như mấy con chó điên. Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng, long tích lấp lóe. Lực lượng mạnh mẽ xông vào trong kiếm càn khôn chấn ngục, rồi ầm ầm bộc phát ra ngoài. Bịch! Hơn 10 lão già vực vương kia đồng thời bay ngược ra ngoài, hung hăng đập xuống đất. Diệp Bắc Minh lập tức đuổi theo, dậm chân thật mạnh một cái. Ầm, 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 ầm. Mười mấy cái đầu nổ tung. Ai ai cũng bị dọa sợ đến suýt nổ tung cả trái tim, loại thực lực khủng bố này quả thực dọa người. Lạc Chính Hùng hít ngược một hơi khí lạnh, hít hà. Tên này, quá độc ác. Lạc phu nhân cũng hơi run rẩy, nếu cậu ta còn giết tiếp, sẽ không tẩu hỏa nhập ma chứ. Trong đám người, con người Diệp Bắc Minh hiện lên tơ máu, khóe miệng nở rộ nụ cười của tử thần. Nổ! 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 Nổ cho tôi! Nổ! Tiếp tục nổ! Xương máu bay đầy trời, chẳng ai có thể ngăn cản được một kiếm của anh. Nửa tiếng sau, mấy trăm ngàn người thương vong quá nửa. Trời xanh ơi! Là ai đã mở ra cánh cửa địa ngục, thả vị sát thần này ra vậy? Sát thần, anh ta thật sự là sát thần. Vô số người kêu lên thảm thiết, điên cuồng chạy trối chết. Bên ngoài trận pháp, đôi mắt Lưu Chính Võ đỏ bừng, hô hấp dồn dập này. Chuyện này sao có thể? Tên này là quái vật gì vậy? Tay chân Lục Huyền Dương không tự chủ được mà run lẩy bẩy, mình đang nằm mơ sao? Tên này có thể một mình giết mấy trăm ngàn người. Cậu ta sẽ không chết vì kiệt sức sao? Trung tâm trận pháp quả thực chẳng khác gì địa ngục Tu La, xương máu bay đầy trời. Bọn họ sớm đã nhìn không rõ tình huống bên trong, chỉ có tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Một tiếng sau, thế giới yên tĩnh lại. Lưu Chính Võ nuốt nước miếng, Diệp Bắc Minh chết rồi ư. Lục Huyền Dương run giọng đáp, cậu ta hẳn đã kiệt sức mà chết rồi chứ. Ba lão già còn lại cùng nhau gật đầu, chết rồi, chắc chắn đã chết. Nếu vẫn còn chưa chết, vậy thật đúng là quái. Chưa kịp nói hết câu này, Lục Huyền Dương chợt run tay chỉ vào chỗ sâu trong đám sương mù màu đỏ. Chỉ thấy một thanh niên đẫm máu cầm thanh trường kiếm màu đỏ ngòm trong tay bước ra, chính là Diệp Bắc Minh. Là cậu ta. Thân thể Lưu Chính Võ run lên. Mẹ kiếp, Lục Huyền Dương mắng một câu nghẹn ngào. Lạc Chính Hùng chật vật nuốt nước bọt, cậu ta giết mấy trăm ngàn người. Lạc phu nhân tái mặt gật đầu, nhìn chằm chằm bóng người nhuốm máu kia, thoạt nhìn đúng vậy. Tao đụ cái con mẹ. Ba lão già khác hoảng sợ nhảy dựng lên, suýt chút nữa bị dọa chết, khởi động trận pháp, luyện hóa cậu ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 56.